Dạ alo, khách hàng thấy rõ màn hình em không ạ? Rồi, rõ em. Ok em. Dạ sau đây em xin bắt đầu ạ. Dạ lời đầu tiên em xin thay mặt nhóm kính chào quý thầy cô và các bạn đã có mặt trong buổi báo cáo đồ án tốt nghiệp hội đồng 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của nhóm em ngày hôm nay. Đề tài của nhóm là DT86 dưới sự hướng dẫn của thầy Bùi Hà Đức và có sự đóng góp của ba thành viên. Em là Đào Văn Khang, hai bạn còn lại là Lâm Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Minh Quang. Sau đây xin đại diện nhóm mở đầu bài thuyết trình với đề tài thiết kế và gia công máy bơm keo PVC tự động. Bài thuyết trình của nhóm em gồm 4 phần chính. Phần đầu tiên giới thiệu đề tài, giải thích tại sao nhóm chọn đề tài này. Phần thứ hai thiết kế cơ cấu máy, nói về cách thức nhóm lên ý tưởng, thiết kế và các vấn đề cần giải quyết. Phần thứ ba là phương pháp vận hành, nói về quá trình tìm hiểu và đưa ra các phương pháp bơm keo phù hợp. Và phần cuối cùng là kết luận và hướng phát triển của đề tài trong tương lai. Đi vào phần giới thiệu đề tài, đầu tiên nhóm sẽ tìm hiểu về nhu cầu logo nhựa PVC. Thì hiện nay các sản phẩm logo nhựa PVC ngày càng phổ biến trên thị trường vì tính đa dụng, tính thẩm mỹ và bắt mắt. Những đường nét trên các sản phẩm logo nhựa PVC được tạo hình dễ dàng từ các khuôn mẫu. Thầy và các bạn quan sát hình 1, 2 và 3 là một số sản phẩm thường thấy trong thực tế như là móc khóa, lót ly, logo được may trên các sản phẩm thời trang. Và thông qua các sản phẩm này ta có thể thấy được độ tinh xảo khác nhau của từng sản phẩm. Và điều này phụ thuộc vào nhu cầu của người khách hàng. Cũng chính nhờ các sản phẩm trên mà các doanh nghiệp phần nào có thể quảng bá và đưa sản phẩm của công ty mình tới với đối tượng khách hàng. Thì mỗi sản phẩm logo nhựa PVC thì thường được đặt hàng với số lượng lớn, từ hàng nghìn cho tới hàng triệu cái. Để đáp ứng được yêu cầu như trên, chúng ta cần phải có một quá trình sản xuất có năng suất cao và giá thành rẻ. Tiếp theo đây, nhóm sẽ tìm hiểu về hiện trạng bơm keo thủ công. Thì dưới sự tìm hiểu của nhóm, hầu như các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hiện nay vẫn còn đang dùng phương pháp bơm keo PVC thủ công. Quan sát hình số 4 bên tay trái, ta thấy đây là dụng cụ bơm keo gồm một ống chứa keo PVC và một ống dùng để tạo áp suất giúp đẩy keo PVC đi ra. Và hình bên tay phải là cách thức bơm keo thủ công hiện nay tại một cơ sở sản xuất. Một tay người thợ sẽ cầm ống chứa keo dung dịch PVC đưa vào khuôn và tay còn lại sẽ điều chỉnh áp suất để lượng keo đi ra phù hợp lên khuôn. Thì nhược điểm của phương pháp bơm keo thủ công này là đầu tiên dụng cụ làm việc thì còn quá thô sơ, thứ hai là năng suất làm ra chưa cao, thứ ba là tốn nhiều nhân công, tuyển nhân công khó khăn vì đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm cao, thứ tư là tiếp xúc nhiều với keo PVC gây ảnh hưởng tới sức khỏe, và cuối cùng là thời gian giao hàng sẽ bị ảnh hưởng tới bởi năng suất của người công nhân. Ngoài ra nhóm cũng đã tìm hiểu qua một số máy liên quan đến đồ án trong thị trường hiện nay. Quan sát máy đầu tiên, dòng máy dán keo. Nhược điểm của dòng máy này là chỉ dán keo theo biên dạng tròn, thêm vào đó là đầu bơm keo còn thô sơ, cho nên là độ chính xác khi bơm sẽ không cao. Quan sát máy thứ hai, đây cũng là dòng máy dán keo theo biên dạng nhưng với cơ cấu 20X và Y. Nhược điểm của dòng máy này là độ cứng vẫn chưa tốt, độ chính xác chưa cao do sử dụng cơ cấu truyền động đai. Thêm vào đó là kích thước bàn máy còn quá nhỏ, nên là phạm vi dán keo sẽ bị hạn chế. Và cuối cùng là máy bơm keo PVC trong công nghiệp. Dòng máy này tuy có năng suất cao, hoạt động ổn định nhưng khó tiếp cận được với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ do là giá thành rất là cao. Thì sau khi tìm hiểu sơ bộ qua ba máy trên, nhóm nhận thấy cơ cấu vận hành CNC 20X và Y cộng thêm vào đó là đầu bơm có sử dụng khí nén là phương án thiết kế tối ưu. Hai yếu tố này sẽ giúp đầu bơm hoạt động và đưa và điều khiển tới vị trí cần công tác một cách chính xác nhất. Ngoài ra nhóm còn tìm hiểu thêm một số máy khác nữa thì nhóm nhận thấy rằng là phân khúc máy bơm keo PVC tầm trung hiện nay thì vẫn còn chưa phổ biến trên thị trường. Sau quá trình tìm hiểu như trên cộng thêm yếu tố về gia đình là trong nhóm em nhà bạn Lâm Nguyễn Thành Nhân là làm về logo nhựa PVC bằng phương pháp thủ công, cho nên là nhóm em đã quyết định thực hiện đề tài này và đặt ra mục tiêu thiết kế máy đáp ứng được các yêu cầu như sau. Đầu tiên là máy có cơ cấu truyền động CNC 20X và Y, thứ hai là máy tích hợp được cụm bơm keo chuyên dụng, thứ ba là máy có tốc độ bơm cao, từ đó là đảm bảo được năng suất đầu ra. Thứ tư là sai số vị trí trong quá trình bơm là phải nhỏ. Thứ năm là máy có chi phí thấp, nhỏ gọn và dễ vận hành. Và cuối cùng là máy làm ra phù hợp với hộ kinh doanh gia đình và các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Phần thuyết trình của em tới đây xin hết. Sau đây sẽ là phần thuyết trình của bạn Quang ạ. À. Xin chào các thầy, em tên là Nguyễn Minh Quang. Tiếp theo em sẽ nói về phần thiết kế cơ cấu máy. Thì để thiết kế được cụm X và cụm Y, tụi em đã đặt ra một số cái mục tiêu để thiết kế như sau. Đó là độ chính xác của bàn máy phải nằm trong khoảng cộng trừ 0.1 mm.
tốc độ vận hành tối đa của màn máy là 100 mm/s và bơm được kích thước khuôn tối đa là 300 × 150 × 25 mm. Thì để giải quyết được các cái mục tiêu trên, tụi em đã đưa ra phương án thiết kế như sau. Tụi em thấy được cái cơ cấu chuyển động vít me DLP nó có khả năng vận hành với cái độ chính xác cao, ổn định và êm mượt trong thời gian dài sử dụng, do đó nó phù hợp với cơ cấu trục XY của máy tụi em. Sau khi tính toán thì tụi em chọn thông số vít me có đường kính là 12 mm và bước vít là 4 mm, chiều dài vít me trục X là 600 và trục Y là 400 mm. Ngoài ra tụi em cũng sẽ chọn động cơ bước để điều khiển được chính xác vị trí và tốc độ. Sau khi tính toán thì của động cơ phải lớn hơn 250 vòng/phút và độ phân giải motor vi bước là 1/32. Đây là hình ảnh commit và commit tụi em thiết kế được trên phần mềm 3D Inventor. Thì để gá được motor và commit me này lên bộ khung máy thì tụi em cần phải gia công một số cái chi tiết gá, và tụi em lên phương án là sẽ thiết kế sơ bộ cái chi tiết này, sau đó tiến hành in 3D các chi tiết để lắp vào máy kiểm tra xem khả năng hoạt động có đảm bảo yêu cầu hay không. Và nếu không thì tụi em sẽ hiệu chỉnh lại tới khi nào mà đạt yêu cầu rồi thì tụi em mới tiến hành gia công lại bằng phương pháp thay CNC nhôm. Đây là sơ đồ hệ thống điều khiển của tụi em. Thì tụi em sẽ sử dụng mạch CNC Mark 3 50 để điều khiển đồng bộ được hai step motor cho đi và các van khí nén của cụm bơm. Mạch Mark 3 này sử dụng nguồn 12V từ nguồn nội ong, nó nhận tín hiệu G-code từ máy tính. Sau đó nó xuất ra tín hiệu điều khiển trục XY cho hai cái driver điều khiển hai step motor cho XY. Ngoài ra nó sẽ xuất tín hiệu chân đia của trục ZAB sang Arduino. Arduino sau khi nhận ba tín hiệu này sẽ xử lý và xuất ra các tín hiệu điều khiển các cái van khí nén 32 của cụm bơm. Tuy nhiên là các van này sử dụng nguồn 12V nên là Arduino của em phải điều khiển trung gian qua 4 cái relay 5V. Đây là hình ảnh thực tế commit và commit em đã thực hiện được. Thì các chi tiết gá tụi em phay CNC nhôm cho nên nó có độ cứng vững cao và khi lắp vào máy hoạt động không có bị rung lắc. Các trục tôi cũng đã calip với cái độ êm mượt cao nên là motor khi chạy sẽ không bị trục bước. Và đây là video vận hành thực tế của commit. Đây là bộ đeo vận hành của bàn máy. Sau khi tìm hiểu thiết kế cơ cấu cụm XY thì tụi em sẽ tìm hiểu cách thức pha keo PVC để từ đó đưa ra cái mục tiêu thiết kế cụm bơm. Cái dung dịch PVC mà tụi em sử dụng nó được pha từ 3 phần chính. Thứ nhất là bột nhựa PVC, thứ hai dầu hóa dẻo và thứ ba là chất tạo màu. Ngoài ra còn có một số cái phụ liệu khác. Và dung dịch keo PVC của tụi em sau khi pha ra nó có độ nhớt khác nhau tùy theo cái công thức pha chế. Và ở nhiệt độ thường nó có dạng lỏng, để nó đông đặc lại tôi phải gia nhiệt ở nhiệt độ là 200 độ C. Và để bơm được cái dung dịch keo PVC có độ nhớt khác nhau thì tụi em cần phải sử dụng cái cụm bơm chuyên dụng. Và khi cấp dung dịch keo PVC này vào đầu bơm, tụi em cần phải tạo áp lực để đẩy keo vào. Sau khi tìm hiểu cách pha chế, tụi em đặt ra mục tiêu thiết kế cụm bơm như sau. Đầu tiên phải bơm được dải rộng về cái độ nhớt của keo PVC. Thứ hai là bơm chính xác, keo vào khuôn không bị rò rỉ ra ngoài, và cụm bơm phải dễ dàng điều khiển đồng bộ được với trục XY. Và cuối cùng là phải điều chỉnh được cái lưu lượng đầu ra của đầu bơm. Sau khi tìm hiểu mục tiêu thiết kế cụm bơm thì tụi em đã đưa ra các cái phiên bản cụm bơm như sau. Đầu tiên là phiên bản 1 là tụi em thiết kế cái cụm bơm keo này bao gồm cái đầu bơm keo được gia công lỗ 2,5 ly ở dưới cùng. Và tụi em đặt vào một viên bi 3 ly. Thì một phần của viên bi sẽ lồi ra ngoài và bịt kín cái lỗ trên đầu bơm. Nguyên lý hoạt động của cụm này tương tự như là bút bi. Thì khi tụi em cho keo vào đầu bơm keo và cái đầu bơm keo này đi xuống thì một phần thì viên bi nó sẽ chạm vào bề mặt khuôn và tạo ra khe hở giữa đầu bơm và viên bi làm cho keo nó chảy ra ngoài. Tuy nhiên là lỗ 2,5 ly tụi em gia công nó không đạt được cái yêu cầu về độ chính xác, cho đó lúc nào cũng sẽ có khe hở giữa đầu bơm và viên bi làm đầu bơm bị rỉ trong quá trình sử dụng. Phiên bản 2 tụi em thiết kế bao gồm là cụm bơm keo và cụm bơm hơi hoạt động tương tự như phương pháp bơm keo thủ công. Khi cụm bơm keo tới được vị trí cần bơm thì tụi em sẽ điều khiển step motor của cụm bơm hơi đi xuống nén cái xi lanh bên này để tạo áp lực đẩy keo trong cụm bơm keo đi ra ngoài. Phương pháp này tụi em phải sử dụng nhiều step motor và cái tốc độ bơm còn khá chậm. Sau hai cái phiên bản mà tụi em thấy được là chưa có đạt yêu cầu về năng suất, do đó là tụi em quyết định sẽ sử dụng cái phiên bản 3 là cụm bơm keo chuyên dụng. Nó bao gồm hai cái đầu bơm keo chuyên dụng và mỗi đầu bơm này nó bao gồm một đầu vào cấp khí điều khiển xi lanh lên xuống, một đầu vào cấp khí điều khiển bơm ngắt và một đầu vào cấp dung dịch keo PVC đã có áp lực. Thì để điều khiển được cái cụm bơm keo chuyên dụng, tụi em sẽ điều khiển theo cái sơ đồ khí nén như sau. Là hai cái đầu bơm keo chuyên dụng của tụi em ở đây tôi sẽ sử dụng đầu nhận khí và đầu xi lanh được điều khiển bằng các cái van khí nén điện 32. Các van này nhận khí từ máy bơm hơi qua van giảm áp để tụi em giảm mức áp suất xuống phù hợp với thông số nhà sản xuất, và qua nút e-stop với van một chiều để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Còn về đầu nguyên liệu, tụi em cấp sang từ hai cái ống dưới keo PVC, hai ống này cũng nhận khí từ máy bơm hơi,
qua van giảm áp để tụi em điều khiển được cái mức áp suất trong cái ống chứa keo này, và qua đó là điều khiển được cái lưu lượng đầu ra của hai đầu bơm keo. Ngoài ra cũng có nút e-stop với van một chiều để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Và trong sơ đồ này thầy có thể thấy tụi em đang sử dụng cùng mức áp suất cho cả hai cái ống chứa keo PVC, do đó là cái lưu lượng đầu ra của hai đầu bơm keo này là như nhau. Và trong trường hợp tụi em không thể sử dụng lưu lượng đầu ra như nhau cho hai đầu bơm keo này thì tụi em sẽ sử dụng riêng một cái van giảm áp nữa để cấp riêng cho cái đầu bơm keo thứ hai bên đây. Ở đây là mô hình thực tế của cụm bơm keo mà tụi nó thực hiện được. Cái chi tiết giá tụi em gia công bằng phay CNC, cho đó là khi lắp hai cái đầu bơm keo lên mặt bích chụp X nó sẽ có độ cứng vững cao và lúc hoạt động sẽ không bị lung lắc. Ở đây là video vận hành hai đầu bơm của tụi em. À, phần trình bày của em xin hết, tiếp theo em xin mời phần trình bày của bạn Long Nguyễn Thành Nhân. Dạ, em chào các thầy và các bạn. Thì em là Long Nguyễn Thành Nhân. Thì sau khi đã thiết kế cơ cấu máy hoàn chỉnh thì nhóm sẽ tiếp theo là tìm hiểu về phương pháp vận hành, và phần này là thiết kế khung bơm. Như các thầy đã biết thì một sản phẩm PVC hoàn chỉnh được cấu tạo từ các làn đường nét chạy mỏng khác nhau, vì vậy rất là khó để kiểm soát được áp suất, lưu lượng bơm đầu vào phù hợp với tất cả các đường nét mà khi máy gia công. Để giải quyết được bài toán đó thì nhóm thiết kế khuôn gồm các chữ UTE có bề dày chữ khác nhau để nghiên cứu cách vận hành cũng như là ứng dụng của máy vào thực tế. Thì sau khi tìm hiểu và nghiên cứu thì nhóm đưa ra được hai phương pháp bơm, là phương pháp bơm keo theo điểm và phương pháp bơm keo theo đường. Thì hàng thứ nhất có nét chữ là 4 mm thì nhóm sẽ tiến hành bơm keo theo đường ở chính giữa các chữ như hình bên tay trái. Thì khi bắt đầu bơm thì nhóm sẽ điều chỉnh áp suất một cách là phù hợp để lượng keo ra vừa đủ vào các chữ và không bị chèn ra bên ngoài. Sau cái quá trình bơm này hoàn thành thì nhóm sẽ giữ nguyên cái mức áp suất cấp vào bình chứa keo dung dịch PVC và bơm cho hai hàng còn lại. Tiếp theo là hàng chữ có nét chữ 3 mm thì do đã giữ nguyên cái mức áp suất như vậy nên là nếu bơm theo phương pháp bơm keo theo đường tại chính giữa các chữ thì lượng keo sẽ bị chèn ra bên ngoài. Vì vậy nhóm sẽ bơm theo các điểm đã chỉ định như trong hình, và tại các điểm này thì nhóm sẽ tinh chỉnh thời gian một cách là hợp lý sao cho là lượng keo chính xác vào từng chữ. Thì ưu điểm khi mà mình kết hợp hai phương pháp bơm keo theo đường và phương pháp bơm keo theo điểm thì có thể là bơm được các chữ có đường nét chạy mỏng khác nhau mà chỉ cần là điều chỉnh một mức áp suất cố định. Và cuối cùng là hàng chữ nét 2 mm thì nhóm cũng tiến hành bơm keo theo phương pháp bơm keo theo điểm tại các điểm đã chỉ định, nhưng mà mật độ điểm sẽ ít hơn là hàng 3 mm do là vẫn giữ nguyên cái mức áp suất như vậy. Và các khuôn bơm lần tiếp theo thì chỉ cần đặt khuôn đúng vị trí và sử dụng cái file bơm đã hiệu chỉnh thì có thể là lặp đi lặp lại cái quy trình bơm này là một cách tự động. Sau khi mà bơm xong được các chữ UTE thì khuôn sẽ được gia nhiệt lần thứ nhất, và sau đó là sẽ chén một cái lớp keo nền lên bề mặt và gia nhiệt thêm một lần nữa sẽ tạo ra được một sản phẩm PVC nhựa hoàn chỉnh. Và đây là video mà thành phẩm sau khi đã gia nhiệt. Thì nhóm đã tham khảo từ người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bơm keo PVC thủ công và đánh giá được là năng suất của máy hiện tại khá là tốt. Và phần cuối cùng là kết luận và hướng phát triển. Thì đây là mô hình thực tế của nhóm. Nhóm đã thiết kế thành công được cơ cấu CNC, hai chục và tích hợp được cụm bơm keo, các kích thước đúng như lại tính toán và mô phỏng. Máy bơm được ở tốc độ 1000 mm/s và bơm chính xác tại các điểm và không bị chèn keo ra bên ngoài. Hướng phát triển tiếp theo của nhóm đề ra gồm các phương án như sau. Phương án thứ nhất là tăng số đầu bơm lên. Khi đó thì máy sẽ được công suất cao hơn và có thể là bơm được nhiều màu hơn. Phương án thứ hai là tích hợp xử lý ảnh để nâng cao, để có thể là nhận biết lỗi và cảnh báo cho người vận hành. Phương án thứ ba là tích hợp cảm biến lưu lượng. Khi đó thì điều chỉnh giai đoạn bơm ban đầu là nhanh chóng hơn. Và phương án cuối cùng là nâng cấp hệ thống điện và motor để giúp máy hoạt động ổn định cũng như là máy sẽ có năng suất cao hơn. Thì phần trình bày của nhóm em đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Nhóm mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý thầy cô. Nhóm em xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn nhóm. Thầy thay mặt hội đồng, thầy đọc phản biện của thầy Trương Văn Tri. Một, những thiếu sót của đề tài. Đề tài nó khá nhiều lỗi chính tả và lỗi đánh máy. Thứ hai, bổ sung các trích dẫn của nội dung ở trong đề tài trong danh mục tài liệu tham khảo có 8 tài liệu tham khảo, tuy nhiên trong thuyết minh chỉ trích dẫn một cái tài liệu là số 1. Bổ sung đơn vị cho kết quả ở trang 5.1. Hoàn chỉnh lại tập bản vẽ cho đúng tiêu chuẩn Việt Nam, là bản vẽ khá nhiều lỗi. Câu hỏi của thầy phản biện đưa ra cho các bạn như sau, các bạn ghi lại nhé.
Câu 1, ở trang 36, dựa vào đâu tác giả có giá trị ứng suất cho phép của vật liệu làm trục trơn là 60 megapascal ở trang 36. Thứ hai, hãy giải thích moment quán tính của bàn máy quy đổi về trục động cơ. Và tính moment này để làm gì? Vì không thấy sử dụng kết quả trong thuyết minh. Xem ở cuối trang 37. Câu hỏi thứ ba, giải thích phương pháp điều khiển đồng thời hai trục X và Y. Rồi. Chắc để tranh thủ mời quý thầy cô đặt câu hỏi cho các bạn để các bạn ghi lại luôn, để các bạn trả lời một lần đúng không ạ? Dạ, xin mời thầy Phương. Rồi, cái báo cáo của các em như vậy nó quá rõ rồi. Tức là đây là một đề tài mang tính chất ứng dụng những cái mình học ở trường vào thực tế. Đấy. Và cái sản phẩm bơm keo này nó ra sản phẩm. Đấy. Và để mà sau này mình phải biết hơn về cái chủ động hơn đấy. Ví dụ như là cái đường keo nó điền đầy ở những cái kích thước khác nhau đấy, kích thước của khác nhau đấy. Đó. Thì ví dụ kích thước lớn thì dùng phương pháp điền theo đường cho là nó chạy theo đường, còn mà kích thước nhỏ thì nó chạy theo điểm để cho nó điền nó phù hợp tí. Đó thì đấy là cái kinh nghiệm thôi. Đấy là cả cái kinh nghiệm, nhưng mà cái cơ sở để tính toán như thế nào? Ví dụ như cái bơm mà có cái chữ to đấy thì mấy em bơm theo đường. Đó thì không biết cái áp suất mà của xi lanh đẩy xuống là bao nhiêu, thì trên cơ sở nào, hoặc là bơm những cái chữ mà nó nhỏ nó thanh đấy thì theo điểm thì áp suất đẩy xuống bao nhiêu, nếu hiểu ý cái đó gì. Và bây giờ thêm một cái nữa là các em cho keo vào cái xi lanh đấy thì để đẩy đẩy đấy, thì bây giờ trường hợp mình đang cho nó keo nó ở trên xi lanh nó chảy xuống, nhưng trường hợp ví dụ như có cái biện pháp nào mà để xem cái lượng keo đấy ở trong xi lanh để làm thế nào, để nhiều lúc trường hợp có mình bơm đấy đang đến một nửa số khuôn, một nửa chữ số khuôn, còn một nửa nó hết hết rồi, thì bây giờ là anh giải quyết bằng cách nào, tức là dừng lại bơm hay như nào đấy, thì mọi người cũng là giám sát cái khối lượng của keo như thế nào đấy, thì mọi người thì nó cũng rõ cho hội đồng biển cả đó. Đây đây câu hỏi là của thầy. Mời thầy cô em lại. Em xin nói chút xíu nha. Các em nói rõ hơn về cái phương pháp lập trình. Ở đây các em đang ví dụ là lập trình cho những cái chữ nó tương đối là đơn giản. Còn nếu như những cái hoa văn thì mình sẽ lập trình như thế nào? Ok, cảm ơn các em. Cho thầy hỏi một câu luôn. Đó là cơ sở nào để em xác định được cái áp suất mà để đặt vào để bơm chất lỏng, bơm nhựa PVC lỏng. Rồi, thầy hỏi một câu vậy thôi. Thầy cũng xin hỏi một câu. Thầy cũng rất thích cái câu hỏi mà nãy thầy Phương hỏi. Thầy cũng có thích cái câu hỏi của thầy Phương. Thầy cũng muốn hỏi thầy Phương hỏi rồi, đó là liên quan vấn đề mà kiểm soát cái lượng keo vào trong cái xi lanh đó, và cái thứ hai là cũng của thầy Thiện luôn, cũng thầy cũng thích hỏi cái đó. Và cái thứ ba thầy cũng muốn hỏi là ví dụ như nếu mà bây giờ mà mình sản xuất mà theo kiểu là năng suất đó, thì có cần cải tiến gì về cái mô hình của mình không, hay là cái mô hình mình chỉ cần nhỏ như thế là đủ, và mình có thể nâng cao năng suất là bằng những giải pháp nào, hoặc là nếu như mà muốn nâng cao năng suất đó, thì cái máy của mình đó, có cần cải tiến cái gì thêm không? Đó thì thầy cũng muốn hỏi thêm cái câu đó dành cho các bạn. Rồi, thầy hỏi một câu hỏi nhỏ thôi. Ở cái bản thực nghiệm trang số 70 á, trong cuốn đề tài đó, thì các bạn dùng cái thước gì các bạn đo nhé, và độ chính xác của cái thước nó như thế nào.
mà ra cái độ sai số nó quá nhỏ, thầy không biết các bạn đo bằng phương pháp gì nhé. Trong cái bản thực nghiệm cũng thấy đơn vị, cái bản thực nghiệm trang 70 nha các nhà. Rồi các bạn có thể trả lời từng câu hỏi một. Rồi mời các bạn. Dạ, nhóm em xin hỏi một phút ạ. Chào lúc mấy em, lúc mấy em hội thảo với nhau thì nhà của em nào mà đang làm cái nhà nhân của em, nhân nhà của sinh viên nào mà bây giờ đang làm cái máy cái loại nhà của em ạ. À? Nhà của ai? Dạ của em ạ. À? Em tên là Nhân đi. Rồi Nhân bây giờ không biết ở trong nhà có sau đây là cái chữ UTE của sư phạm kỹ thuật, còn cái những sản phẩm nhà, cái xưởng nhà em làm là những sản phẩm gì, có thể sau cho mấy đây xem được nữa không? Dạ có, nhưng mà tại vì em chuẩn bị chưa có kỹ rồi, em sâu cao lắm nha. Xem những sản phẩm ở nhà bây giờ đang sản xuất đấy. Dạ, dạ ví dụ như là mấy cái mẫu logo, mà tại vì em lúc sáng em chuẩn bị chưa có kỹ rồi, thầy thấy màn hình thấy cái mấy cái UTM là cái khuôn mà em thiết kế cho cái đồ án này riêng. Không, thì thêm một cái khuôn khác, cái khuôn của nhà em làm bạn ngoài thị trường đấy. Dạ, mấy cái khuôn như là thế này thì là bán ra thị trường, có thể là sản xuất mấy cái logo để may mặc này. Rồi, ok. Có một cái đồng viên nha các bạn, là cái bài thuyết trình này thầy rất ấn tượng đó. Các bạn phân công nhau rất là ok, trình bày rất là rõ ràng, logic. Ok, bây giờ thời gian này, bây giờ mấy thầy hỏi như vậy để chúng ta biết thật một vấn đề, một cái máy sản xuất ra, chế tạo ra, để bây giờ nó hoàn chạy tốt thì cần là những cái ý kiến đóng góp của mấy thầy là như vậy. Còn trường hợp mà mấy em bảo là bây giờ những vấn đề này có cái nào thì trả lời được thì trả lời, còn cái nào là bây giờ bọn em cũng chưa ấy lắm đi, bọn em sẽ để sau này để cho nó nhanh, chứ không về không nhất thiết là mấy em cái gì phải trả lời đó, còn những cái em cũng trả lời được. Thầy đảm bảo có những câu mà em trả lời được thì bảo bọn em sẽ nghiên cứu cái hướng phát triển về sau này. Mấy em bây giờ bây giờ để mà cho có sự tập trung thì thầy gửi như sau. Cái phần thứ nhất là câu hỏi về cái trình bày của cái format của luận văn thì rất nhiều chính tả, thì các em sẽ về chỉnh sửa lại đi, đọc chỉnh sửa. Cái thứ hai là về phần cơ khí đi, là phần cơ khí là bản vẽ thì nó chưa đúng bản vẽ kỹ thuật lắm, thì bây giờ mình về theo tiêu chuẩn Việt Nam đó, cái đó. Cái tiếp tục của nó là về phần cơ khí, còn câu hỏi của thầy Tri là bây giờ để tính moment
ở trục đấy, moment của cái máy bây giờ ở trục, nó quy về ở trục đấy thì tính như thế nào? Đó. À, và cái ứng suất mọi người tính ra đấy mục đích để làm gì? Đó. Đấy. Đó là phần cơ khí. Phần thứ hai là phần về áp suất ở khí. Đấy. Áp suất bao nhiêu đối với những đồ keo có gọi là đồ nhớt khác nhau, đó thì cái này là câu hỏi khó phải là dễ. Thì bây giờ thực sự mấy em làm thí nghiệm đấy để ra chữ UTN là theo cái kinh nghiệm đúng không? Dạ, em xin trả lời các câu hỏi của thầy. Rồi. Dạ. Câu hỏi thứ nhất là lượng keo và cơ sở tính toán như thế nào để đạt được áp suất và bơm keo của thầy Phương đó. À, phần đó là hiện tại là tụi em là tính toán dựa trên là thực nghiệm, nhưng mà tụi em đã có các phương án để mà tính toán cái cho để mà tính toán để sau này để tính toán nó dễ hơn, thì để em so cái mình. Thì là tụi em có thể là nếu mà sau này tụi em có thể là nâng cấp thêm là tụi em tích hợp được cái cảm biến lưu lượng đó thầy. Thì là tụi em đo được cái lưu lượng dòng ra thì là cái thể tích mà trên khuôn là tụi em biết trước được á, nên là tụi em sẽ tinh chỉnh được cái thời gian nó dễ dàng hơn, và khi đó là cái lượng keo bơm ra thì tụi em sẽ tính toán được trước ban đầu và không có phải là tinh chỉnh mất thời gian nhiều. Câu hỏi thứ hai là của thầy là cho keo vào xi lanh như thế nào để mà khi mà bơm hết thì người ta biết là lượng keo vào xi lanh, thì mỗi lần thì là nó có một cái mức riêng đó thầy, nên là mỗi khuôn thì nó cũng có, ví dụ như là khuôn UTE của em bây giờ là nó có thể tích của các chữ là 10 ml, thì là cái thể tích của cái bình chứa keo là 120 mấy á, nên là bơm được khoảng mười mấy lần, nên là người ta sẽ canh được cái thời gian mà để thay cái này. Không, thầy hiểu rồi, những ý của thầy là muốn kiểu như là bây giờ ví dụ như là mình bơm mới có ví dụ 120 chữ, mình bơm đến 60 chữ thì hết keo rồi, thì bây giờ mình thay keo khác để bơm tiếp 60 chữ tiếp theo tục mang, thì thời gian lúc mà trong quá trình làm cái sản phẩm này thì nó có ảnh hưởng không? Bởi từ cái bơm trước bơm sau sau đấy mình sấy lên đấy thì nó có ảnh hưởng gì không đến cái chất lượng sản phẩm? Không, mà tại vì dung dịch keo là nó đã độc nhất rồi đấy. Lúc mà pha ở bồn chứa cái bơm vào trước bơm sau sau một thời gian cũng ảnh hưởng đi đấy, lúc sấy đi phải không? Dạ, lúc gia nhiệt rồi thì chất lượng keo có tương đương, tại vì khi mà pha ở bồn chứa sau là cách là okay, keo nó cách rồi. Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo của thầy Phương là thầy Uyên là nói rõ về cái tại vì các chữ bây giờ tụi em là đang lập trình là một cách là cái chữ UTE nên là cái đường nét nó đơn giản, và nếu mà các hoa văn thì nó sẽ như thế nào, thì là tụi em lập trình dựa trên cái file xuất Gcode đó thầy, nên là các hoa văn như thế nào thì là khi tụi em lập trình ra thì máy nó cũng có các chữ các vị trí XY để đáp ứng được như vậy, thì tụi em chỉ cần là tinh chỉnh những cái vị trí mà nó cần bơm xuống thôi thầy. Tức là ở đây mình chỉ lập trình là 2D thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì bổ sung cái phần của bạn Nhân cái là do tụi là nhà bạn Nhân làm gia công khuôn luôn, cho nên là bạn nó sẽ có được cái file 3D của cái khuôn ở trên cái máy. Thì từ cái khuôn đó bạn sẽ lập trình được cái quỹ đạo bơm ở trên đó, và từ mở xuất cái quỹ đạo bơm nó ra Gcode, sau đó mình tiến hành là chỉnh sửa lại cái file Gcode này cho nó phù hợp với cái cụm bơm để được hiểu rồi thầy gợi ý đây là lệnh đường thẳng thôi và điểm thôi. Ý của thầy Uyên là bây giờ mình có một cái màu hoa văn nổ suy đường tròn, nổ suy G2, G3 vân vân, để tạo ra những cái đường hoa văn nó khác nhau đấy. Đó, tuy khác nhau đấy thì là thầy Uyên hỏi cái đó chứ không phải là hỏi cái mấy em ở đây, mấy em đây là địa là nổ suy theo đường thẳng, điểm này nó dễ rồi, cùng nổ suy cái đường của em xuất ra thì nó phụ thuộc vào cái file bơm keo, cái hình ở trên khuôn của tụi em thì nếu mà cái hình trên khuôn của em phức tạp thì tụi em vẫn sẽ xuất được cái file, xuất được cái quỹ đạo ra, từ quỹ đạo đó thì tụi em sẽ bơm được.
Rồi ok, rồi tiếp tục đi. Cho cái chỗ mà mình bơm keo á, cái lệnh mà mình bơm keo á, mỗi một dòng lệnh mình thêm vô chỗ đó mình thêm như thế nào? Dạ, ví dụ đồng, như đúng. ví dụ như ở ví dụ trên cái hình chiếu của các em, ok, các em thêm cái dòng lệnh bơm keo vô như thế nào? Dạ, à, giờ đây là bản tín hiệu mà tụi em lập trình cho Arduino để xử lý, thì là tụi em dựa vào các tín hiệu là các chân mà tụi em không điều khiển là chân Z, A và B, là hai ba cái chân mà chụp ít không thì tụi không em đã. Không, thầy không không hỏi về phần cơ điện tử, thầy hỏi về cái phần lập trình nhá. Tức là khi mà em xuất chương trình ra, em lấy giống như file để em xuất ra đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Thì file là con dao nó quay tọa độ Z âm xuống là tự tự nó gia công. Còn bây Dạ đúng giờ rồi thầy. em xuất ra như thế nào để cho cái xi lanh nó bơm, rồi cái xi À, lanh nó ngắt? dạ cái đây, file cái file đó giờ có đây. Dạ cái file đó thì tụi em vẫn sẽ giữ, xuất ra thì nó sẽ có file đó, nhưng mà tụi em sẽ sửa mấy cái dòng đó là cái dòng mà Z khi mà âm phay xuống để gia công đó, thì tụi em sẽ sửa bằng các tín hiệu là ZAB để lúc đó xuất cái tín hiệu cho chân đi để Arduino xử lý để điều khiển cầm bơm. Mình làm được tự động không hay là mình phải làm bằng Dạ, tay? dạ tự động hoàn toàn bằng Gcode, chỉ cần nạp vào cái mắc pha là nó sẽ chạy được Không XY không, ra. ý thầy nói là có chị quá trình mà em sửa dòng lệnh À, nhé. dạ là Thì tụi phải em replay gì được thầy? replay mấy cái file đó, à, Ctrl H replay bằng tay đó thầy. Tôi bằng tay đúng rồi. À rồi ok. Rồi. Bởi vì nhìn vào cái chương trình đúng không có cái lệnh là lệnh Z, cho nên thấy Duyên hỏi như vậy là đúng rồi. Ok. Dạ là em xin trả lời câu hỏi của thầy Huy là nếu mà nâng cao sản xuất thì mình giữ nguyên cái phần thiết kế cơ khí hay không á. Thì nhóm em có các phương án là nếu mà mình nâng cao sản xuất thì mình vẫn giữ nguyên cái phần thiết kế cơ khí. Mình là một là phương án một là em mở rộng cái phạm vi hoạt động của bàn máy, thì lúc đó khuôn sẽ to thì em sẽ bơm được nhiều nhiều khuôn cùng một lúc hơn. Thứ hai là tụi em nâng cao cái đầu bơm, thì nâng cao đầu bơm thì tụi em sẽ bơm được hai chữ U cùng một lúc hoặc là hai chữ T, thì lúc đó năng suất cũng sẽ được tăng lên. Mà ý còn một cái câu của thầy Phong nữa là trong phần thực nghiệm đấy, cái theo cái bảng số bao nhiêu đấy thì cái phương pháp đo của mấy em như vậy và đạt được cái dung xanh như vậy thì biết thế nào để giải thích cho thầy giải thích thêm. Dạ, đây là cái bảng mà trong cái báo cáo của tụi em, thì là do là cái dung xa này là tụi em sau khi mỗi lần mà bơm một cái quy trình bơm về về hôm của khuôn đó thầy, là tụi em sẽ tiến hành là đo tại các cạnh của khuôn để coi là cái kích thước XY này là sai lệch cái vị trí là bao nhiêu thầy. Tụi em đo bằng cách là cho xi lanh và đo bằng cái miếng kính để áp cái đầu bơm vô để nó dính, là tụi em tinh chỉnh cái ít đi từ từ và nó sai số, mấy cái sai số này sai số điều khiển. À, sai số này ở mấy em là nhưng đọc đọc ở đâu ra đọc 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 ở phần mềm Mach 3 thầy. À thế là đọc ở trong cuộn ra chứ không phải là đo thực tế gì. Dạ em đo thực tế là điều khiển cái đầu tới cái vị trí của các cạnh, nên là cái sai số này là trong phần mềm Mach 3 nó cho ra. À chứ không phải là gì. Vậy thì đâu có chính xác đúng không? Thực tế có thể khác cái số này. Khi em thực nghiệm thì ví dụ em dùng thước cặp, thước băm me hay là một công cụ nào đó giống thì thầy Phương nói đọc ở đâu ra đó. Đọc từ phần mềm, nhưng mà phần mềm nó đã lệnh như vậy, nhưng phần cứng mình không đáp ứng thì đâu có thể đưa cái này vô thực nghiệm được. À, tại vì mỗi lần bơm là nó, sau đó nó chính xác vị trí đó thì nó bơm tiếp nên nó vẫn chính xác như vậy. Tại vì cái mắt em nhìn đó, làm sao mà chính xác được. Em đưa cái đầu full tới đó nhưng mà làm sao mắt em nhìn được 0.02, mắt mình đúng nhìn rồi. 0.5 gì đã nhìn không ra rồi, làm sao mà nhìn được 0.0. đây là tọa độ của trong cái phần mềm. Cái tọa độ này thực sự là lúc nó bên ngoài đấy là nó chỉ là đường tâm của những cái chữ đó, bởi vì mẹ em cho ra mẹ em xịt xuống á thì kêu nó bắt đầu nó mới chảy ra đúng không? Đó. Ý của mấy thầy đấy, ở đây là thực sự nó mang tính chất là tham khảo, tức là thực sự cái tọa độ của tâm của cái ống phun, cái lỗ phun. Còn cái độ chính xác của nó, thực sự độ chính xác của cái chữ này này, của chữ mọi người làm ra là chính xác độ chính xác của khuôn. Cái của khuôn đấy chính xác hơn. Hiểu gì thầy nói không? Dạ em hiểu không? Đó. Cho nên để mà em biết được là đây là
cái không phải đo mà đây là cái quả đo ở trong phần mềm nó hiện ra như vậy. Còn cái quả đo cái gì? Đo là xem là điền đầy, thứ nhất là điền đầy của cái chữ điền đầy ở khuôn như nào, họ cần phải đủ chính xác bao nhiêu là chính cái đó là cần là phải phải đo là cầu, chứ không phải là đây là mà em là ở trong phần mềm xuất ra, không phải, phải là thí nghiệm đó. Nhưng tại vì Dạ những em sản sẽ phẩm này thì đã có độ chính xác thì nhiều lắm, phải không? dạ đúng rồi thầy, là do dung dịch bơm cũng không cần phải chính xác nhiều Rồi, quá, rồi, rồi. cho nên Rồi trong như cái vậy. báo cáo để cái bảng thầy bỏ đi cô Hằng nội cái độ chính xác 0,01 mm, mà thì em dùng cái công cụ gì để đo cũng đó một cái phiền phức rồi đó. Một phần trăm em. Rồi chỉ cần cái em đang thầy nghĩ là sản phẩm của các em chỉ cần 0,1 mm là được rồi, đúng không? Dạ. Bởi cái logo thì có cần gì chính xác ấy lắm đó. Dạ, Đúng 0,1 thì tất cả đo được, còn rồi, 0,01 thì cũng hơi phiền với thầy. rút kinh nghiệm là cái phương pháp đo ấy. Thầy bọn thầy Dạ. cũng là đối với sản phẩm này không cần đủ chính xác cao, nhưng cần mà thầy hỏi là phương pháp đo như nào, nếu mà em viết ra phần trăm mà lại dùng thước kép là đủ chính xác 1/10 thì đảm bảo là không là sai, đúng không? Dạ. Mà thầy hỏi như vậy ý, đầy đủ Cái kinh nghiệm sản phẩm nhựa của mình không có lắp ráp gì cả, cho nên là chủ yếu là kiểm tra về ngoại quan là ok rồi. đúng rồi nha. rồi. Nhưng mà học 4 năm để mà làm ra sản phẩm thay thủ công của nhà thì thầy nghĩ như vậy là chắc là ba mẹ cũng hài lòng rồi, bỏ tiền 4 năm ra học mà bây giờ thành kỹ sư làm ra cái này cho phục vụ cho gia đình, thầy nghĩ là tốt rồi đấy. Rồi ok, có ý kiến gì thì không, không ý kiến thì chúng ta sẽ dừng lại, mày thầy dừng lại 5 phút để cho điểm và cái đề tài hai bạn chuẩn bị. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn. Thì em cảm Thay ơn mặt các thầy hội đồng đã đóng cảm góp ơn cho mình. cái sự báo cáo rất ngắn gọn của ba em, để chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, cho thầy gửi lời thăm gia đình đấy, đã bình an trong cái mùa Covid này đấy. Chúng ta kết thúc đề tài một ở đây đấy. Em Em góp có ý ra chỗ bài cái chúc mừng bản sức khỏe không? vẽ của mấy bạn á, bản vẽ của mấy bạn thầy có kia xem qua cái bản vẽ của mấy em chung cư điện tử và xuất bản vẽ cũng khá là đầy đủ, biết cách làm việc với bản vẽ rất là gọn gàng, nhưng mà như một số cái ấy gia công á, một số cái bề mặt gia công hoặc là bản vẽ chung là không thấy độ nhám nha, em bổ sung thầy cái độ nhám vào cho những bề mặt gia công với không gia công. Ví dụ như nhôm là bề mặt nhôm không gia công thì độ nhám nó khác, đúng không? Khi mua về thì tôi gọt cái màng nhựa ra đi ra thì chúng ta có cái độ nhám khác với lại cái gia công, mà cái nơi gia công mà gia công có lắp ghép khác với lại cái gia công không có lắp ghép, nên ra ít nhất là chúng ta có ba cái độ nhám khác nhau rồi. Đó là mới chỉ có một sơ là có ba cái độ nhám khác nhau rồi, thì mấy em còn bổ sung cái độ nhám nó vào các vị trí bề mặt gia công vào góc bản vẽ. Dạ, em cảm ơn. Một cái nữa mà hầu Dạ. như các em cũng rất là hay gặp, đó là dấu chấm, dấu phẩy, số lẻ đó. Các em để ý là các em sẽ thấy chỗ thì 0,1, chỗ thì 0,1, cho nên nó không có đồng nhất. Ha, mình cũng chú ý cái đó ha, sửa nó lại nha. Dạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin mời nhóm thứ hai, thiết kế chế tạo điều khiển robot vận chuyển trong kho hàng, do ba sinh viên Nguyễn Quang Hưng, Phan Tấn Khoa và Nguyễn Anh Sơn, với sự hướng dẫn của thầy Bùi Hà Đức. Alo, em nói các thầy có nghe rõ mà. Rồi, nghe Đó, rõ. ok. Dạ rồi, em xin phép bắt đầu phần thuyết trình ạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý thầy và các bạn có mặt trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày hôm nay. Thì nhóm em gồm có 3 thành viên là bạn Nguyễn Quang Hưng, Phan Tấn Khoa và em là Nguyễn Anh Sơn. Đồ án của tụi em được hướng dẫn bởi thầy Bùi Hà Đức. Và bây giờ em xin đại diện nhóm để thuyết trình về phần mở đầu của đề tài thiết kế, chế tạo và điều khiển robot vận chuyển trong kho hàng. Về nội dung của đề tài thì đề tài của chúng em gồm có 6 nội dung. Đầu tiên là tổng quan về đề tài, cơ sở lý thuyết, thiết kế cơ khí,
hệ thống điều khiển, web server và cuối cùng là thuật toán kết luận. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến phần giới thiệu về đề tài. Thì hiện nay khi thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ thì nhu cầu mua sắm của con người ngày cũng được tăng cao hơn. Thì logistics là một hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm đó của con người, và hoạt động của logistics được chia làm 4 giai đoạn chính. Đầu tiên đó sẽ là nhận thông tin đơn hàng, kế tiếp là xác nhận đơn hàng, sau đó sẽ đến giai đoạn soạn đơn hàng và cuối cùng là vận chuyển đơn hàng. Thì đối với một số nhà kho, phân xưởng còn áp dụng việc soạn đơn hàng thủ công bằng tay, thì giai đoạn soạn đơn hàng là giai đoạn chiếm nhiều thời gian nhất. Thì chính vì đó, nhóm em mong muốn thiết kế ra một chiếc xe giúp đáp ứng nhanh chóng cái vấn đề soạn đơn hàng này, từ đó rút ngắn thời gian và tăng năng suất lao động hơn. Thì dựa vào cái mong muốn đó, thì nhóm em đã tiến hành khảo sát hai loại xe đã có từ trước trong cùng lĩnh vực, đó là xe AGV chở kéo và xe AGV nâng. Thì đối với loại xe AGV chở kéo thì đây là loại xe chạy theo lai dẫn được kẻ sẵn ở trên sàn. Chúng hoạt động nhanh chóng và linh hoạt, có khả năng chịu tải trọng lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của loại xe này là không có khả năng lấy được hàng và phải cần sự can thiệp của con người, và cái việc bảo trì lai dẫn cũng phải được diễn ra định kỳ và thường xuyên hơn. Loại xe thứ hai mà tụi em khảo sát đó là xe AGV nâng. Thì đây là loại xe có khả năng bốc đặt được hàng hóa. Lai dẫn của loại xe này thì được đặt ở phía dưới sàn, và loại xe này có khả năng chịu được tải trọng lớn. Thì cái việc mà đặt lai dẫn ở phía dưới sàn sẽ gây khó khăn khi việc mà chúng ta muốn thay đổi đường dẫn, cũng như là chiếc xe này thì cái việc bảo trì khó khăn và tốn kém hơn. Thì các thầy có thể thấy nhược điểm chung của hai loại xe này là chúng chỉ hỗ trợ vận chuyển mà không hỗ trợ con người trong cái việc soạn đơn hàng. Thì để khắc phục nhược điểm đó thì nhóm tụi em đã tiến hành tham khảo một vài mô hình, và ở đây là mô hình AutoStore, là mô hình được ứng dụng rộng rãi ở các nhà kho nước ngoài. Thì AutoStore là một hệ thống nhà kho giúp lưu trữ và tự động hóa trong quá trình soạn đơn hàng. Thì như ở đây các thầy và các bạn cũng thấy thì AutoStore là một hệ thống gồm 4 phần chính. Đầu tiên đó là hệ thống quay dẫn, là các đường đi cho các chiếc xe. Thứ hai là xe vận chuyển, là các đơn vị vận chuyển các giỏ hàng từ nơi bắt đầu đến nơi kết thúc. Và thứ ba, giỏ hàng và các ô hàng. Cuối cùng là hệ thống giao tiếp với người dùng. Qua quá trình khảo sát đó, nhóm em nhận thấy AutoStore là một mô hình hay và có khả năng phát triển được ở nước ta, nên nhóm đã quyết định phát triển chiếc xe của mình dựa theo mô hình này và đưa ra được những mục tiêu ban đầu như sau. Đầu tiên, nhóm mong muốn chiếc xe của mình đạt được tốc độ 0,5m trên một giây và có khả năng hỗ trợ trong việc soạn đơn hàng, đa dạng được nhiều hàng hóa với nhiều xe vận hành cùng một lúc, đạt được vị trí chính xác cao và có được hệ thống giao tiếp với người dùng. Sau khi nhóm tham khảo các nguồn tài liệu cũng như dựa vào các mục tiêu đã đề ra, thì nhóm em đã đưa ra được các thiết kế cho xe của chúng em với 4 đặc điểm như sau. Đặc điểm đầu tiên đó là phần quay dẫn. Nhóm sẽ xây dựng một hệ thống quay dẫn cứng tạo thành các ô hàng để chứa các giỏ hàng bên dưới. Phần thứ hai là phần khung xe, thì nhóm sẽ tạo ra hai loại khung là khung cố định và khung nâng hạ. Hai khung này sẽ hoạt động giúp cho việc thay đổi hướng di chuyển của xe dễ dàng hơn. Đặc điểm thứ ba là cơ cấu gấp giỏ hàng. Nhóm sẽ tạo ra một cơ cấu gấp giữ các giỏ hàng trong quá trình vận chuyển từ ô ban đầu xuất phát cho tới ô kết thúc. Và cuối cùng là web server. Nhóm mong muốn tạo ra một môi trường truyền và nhận dữ liệu giữa người dùng và xe. Thì phần thuyết trình của em đến đây là hết. Tiếp theo thì bạn Khoa sẽ thuyết trình về phần thiết kế cơ khí của xe. Em chào thầy cô các bạn ạ. Em là Phan Tấn Khoa. Qua phần trình bày của bạn Sơn đã đưa ra được các mục tiêu, thì nhóm chúng em đã lên phương án thiết kế xe. Về phần xe này thì gồm có tủ điện dùng để cung cấp nguồn hoạt động cho xe, động cơ bước thì dùng để điều khiển các cơ cấu kẹp và nâng hạ. Khung xe gồm có hai khung chính, đó là khung cố định và khung nâng hạ. Động cơ DC thì được dùng để điều khiển bánh xe, và encoder dùng để tính toán vị trí xe, và có cơ cấu gấp hàng dùng để nâng rổ vào trong xe, và có các chi tiết khác như là bánh xe và những tấm inox ốp bên ngoài xe. Và về phần hệ thống lây dẫn thì dựa vào kích thước của rổ và khung xe
Thì nhóm đã thiết kế hệ thống ray theo một dãy ma trận 5x5, và hệ thống ray dẫn này có thể tùy thuộc vào kho hàng thì nó có thể lớn hơn. Và vật liệu làm ray dẫn này là tụi em dùng bằng nhôm định hình, nó giúp cho nhẹ, bền, chi phí thấp và dễ dàng sửa chữa bảo trì. Về phần bánh xe thì tụi em dựa vào kích thước của khung nhôm định hình thì tụi em có lên bản vẽ thiết kế ở phần bậc số 1 của bánh xe, thì nó sẽ nằm ở rãnh giữa nhôm, giúp định vị xe không chạy bị lệch khỏi ray. Về phần bậc số 2 bánh xe thì tụi em dùng để lắp cao su giảm ma sát giữa bánh xe và nhôm trong quá trình chạy. Dạ, các thầy có thể tham khảo tới đây. Dạ, tiếp đến là phần khung xe thì do đã lựa chọn được kích thước của rổ trước, tụi em thiết kế phần khung chứa được rổ nằm ở bên trong xe. Phần khung gồm có hai khung, đó là khung nâng hạ và khung cố định. Khung nâng hạ được điều khiển bởi động cơ step motor, con trượt và thanh trượt gắn trên thanh cố định. Do kho hàng của tụi em là di chuyển theo một dãy ma trận nên sẽ chạy theo hai hướng X và Y. Tụi em có quy định riêng là hướng X dùng để chạy khung nâng hạ, hướng Y dùng để chạy khung cố định. Qua phần mô phỏng ở dưới đây thì khi xe chạy theo trục Y thì khung cố định sẽ hạ xuống và khung nâng hạ sẽ được nâng lên, và nó ngược lại khi di chuyển sang trục X. Rồi đây là phần mô phỏng ạ. Rồi tiếp đến là phần gấp rổ. Tay gấp được thiết kế phù hợp với kích thước rổ, được truyền động qua động cơ DC mắc xong và ròng rọc. Qua phần mô phỏng ở đây thì khi đến vị trí ô hàng cần thiết thì động cơ DC sẽ đưa tay gấp xuống, trượt xuống trên thanh dẫn hướng. Thì thanh dẫn hướng này nó sẽ giúp cho di chuyển chính xác và ổn định khi đến vị trí của rổ. Khi đến vị trí của rổ cần gấp hoặc thả thì tay gấp hoạt động bởi động cơ step motor. Động cơ step motor này khi quay ngược chiều kim đồng hồ thì bốn càng kẹp sẽ được mở ra, và ngược lại khi quay cùng chiều kim đồng hồ thì càng sẽ kẹp lại. Rồi phần trình bày của em xin hết ạ. Tiếp đến mời bạn Hưng thuyết trình về phần hệ thống điều khiển. Xin chào quý thầy cô, em tên Nguyễn Văn Hưng ạ. Em xin thuyết trình tiếp về phần hệ thống điều khiển. Sau đây là phần hệ thống điện. Hệ thống điện gồm có các khối nguồn, khối tín hiệu số, khối vi xử lý sử dụng vi xử lý ST32F405 và các khối giao tiếp sử dụng chuẩn truyền thông US và SPI để điều khiển các driver. Sơ đồ kết nối mạch điện của chúng em như sau. Bộ điều khiển trung tâm sẽ truyền các byte bit về địa chỉ tốc độ chiều cho bộ điều khiển PID. Bộ điều khiển PID sẽ xuất xung điều khiển động cơ. Động cơ sẽ hồi tiếp về các giá trị encoder cho bộ điều khiển PID. Bộ điều khiển trung tâm sẽ nhận các giá trị về vị trí giỏ hàng từ Raspberry, sau đó tiến hành xử lý thông tin. Các cảm biến sẽ giúp xe hoạt động linh hoạt, đúng chu trình như phát hiện rổ hàng, thiết lập được vị trí ban đầu của các cơ cấu nâng, hạ, gấp. RFID sẽ xác định được vị trí của xe trên sự đèn và loa dùng để thông báo kết thúc một chu trình hoạt động. Nhóm chúng em có nghiên cứu và phát triển một bộ điều khiển riêng cho xe nhằm mục đích thuận lợi trong việc kết nối, khả năng chống nhiễu cao và truyền thông ổn định với các mô đun khác. Sau đây là giao diện giám sát. Giao diện giám sát gồm phần nhập ô hàng và các vị trí giỏ hàng. Các ô màu đỏ tượng trưng cho vị trí ô hàng. Các ô màu đen tượng trưng cho vị trí các xe có sẵn trên nhà xưởng. Sau đây là quy trình vận hành của xe. Đầu tiên sẽ lấy thông tin của giỏ hàng. Sau đó sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Mỗi giỏ hàng có một tọa độ riêng, tọa độ sẽ được gửi xuống bộ điều khiển. Bộ điều khiển sẽ xử lý để tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán ASAO. Sau khi xử lý, xe sẽ chạy đến đúng vị trí giỏ hàng và sẽ chạy tới vị trí điểm thả hàng. Sau đây là phần thuật toán ASAO. Thuật toán ASAO là thuật toán tìm kiếm đường đi ngắn nhất. Thuật toán này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tìm kiếm đường đi như Google Maps. ASAO là sự kết hợp giữa thuật toán DITRA và phương pháp đánh giá heuristic. Như hình số 2 là phương pháp tìm kiếm bằng thuật toán DITRA. Thuật toán sẽ quét toàn bộ các điểm lân cận sao cho tìm được tới điểm đích. Nhược điểm của thuật toán này là thời gian tìm kiếm lâu và tốn nhiều tài nguyên để xử lý. Còn hình số 3 là phương pháp tìm kiếm bằng thuật toán ASAO. Nhờ hàm đánh giá heuristic,
thời gian tìm kiếm đường đi sẽ được rút ngắn, tiết kiệm tài nguyên xử lý. Sau đây là quy trình xử lý thuật toán. Đầu tiên sẽ cập nhật sơ đồ xưởng và các xe chạy trên sơ đồ xưởng. Sau đó tính toán hàm ước lượng heuristic. Heuristic là khoảng cách đường chim bay từ điểm bắt đầu tới điểm kết thúc. Sau đó tính hàm đánh giá FU bằng GU cộng HU, so sánh đánh giá tìm các điểm đường đi. Cuối cùng là xuất kết quả và vị trí của xe. Xe sẽ chạy tới điểm đích và kết thúc chương trình. Phần cuối cùng là phần mô phỏng thuật toán. Theo hình mô phỏng thì các điểm sáng màu xanh dương là các điểm quét, các điểm màu xám là các điểm chặn, được coi như các xe trong sơ đồ xưởng. Thuật toán sẽ tìm đường đi ngắn nhất từ điểm màu xanh lá tới điểm kết thúc là điểm màu đỏ, áp dụng cho xe của chúng em. Nếu có hai hoặc nhiều đường đi có quãng đường bằng nhau, xe sẽ ưu tiên chạy theo trục Y, sau đó sẽ chạy theo trục X. Còn nếu tìm được đường đi ngắn nhất, xe sẽ chạy theo thuật toán A sao. Tiếp đây là một đoạn clip ngắn về quá trình hoạt động của xe. Đầu tiên là chúng ta đăng nhập vào hệ thống điều khiển. Đây là giao diện giám sát các giá trị của xe trong quá trình hoạt động. Sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành lựa chọn đơn hàng. Sau khi lựa chọn đơn hàng, xe sẽ chạy tới điểm lấy hàng. Các ô màu xanh lá tượng trưng cho quãng đường của xe đã di chuyển qua. Các ô màu đỏ tượng trưng cho vị trí giỏ hàng. Các ô màu đen tượng trưng cho các xe đã có sẵn trên nhà xưởng. Như em đã nói ở trên, thì nếu có hai hoặc nhiều đường đi có quãng đường bằng nhau, xe sẽ ưu tiên chạy theo trục Y, sau đó chạy theo trục X. Sau khi gấp được giỏ hàng, xe sẽ chạy tới điểm thả hàng là điểm trung tâm của sơ đồ. Lần thứ hai lựa chọn hàng hóa, xe sẽ lựa chọn đơn hàng. Lần này xe sẽ chạy theo thuật toán A sao vì đã tìm được đường đi ngắn nhất. Xe sẽ chạy tới ô để lấy giỏ hàng. Sau khi lấy giỏ hàng, xe sẽ chạy tới điểm thả hàng và kết thúc quá trình hoạt động. Sau cùng là phần kết luận. Trong suốt quá trình làm việc với nhau, nhóm chúng em đã tính toán, thiết kế xe vận chuyển hàng, phát triển một bộ điều khiển riêng, nghiên cứu và sử dụng giải thuật tìm kiếm đường đi ngắn nhất được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Tuy nhiên, còn có một số sai sót về mặt cơ khí như đồng trục, đồng tâm. Chúng em chưa có thực nghiệm về khả năng di chuyển của xe do tình hình COVID. Ngoài ra, chúng em còn vạch ra những hướng phát triển riêng cho đề tài của chúng em như sau là tối ưu và tăng tốc độ xử lý của thuật toán, tăng tốc độ di chuyển giữa các giỏ hàng, nâng cấp dây dẫn hai luồng nhằm mục đích tăng số lượng giỏ hàng, nâng cao năng suất và tiết kiệm thời gian về tiết kiệm diện tích nhà xưởng, phát triển một server riêng để quản lý toàn bộ các xe trong nhà xưởng nhằm mục đích giám sát và tối ưu hệ thống. Đó là toàn bộ bài thuyết trình của nhóm em. Em xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe. Rồi, xin cảm ơn nhóm. Thầy xin đọc cái phản biện của thầy Vũ Quang Huy. Đạt được của đề tài có nghiên cứu về công nghệ robot AGV, có đề xuất các phương án, có thiết kế cơ khí, có thiết kế về điện tử cũng như phần mềm điều khiển. Tuy nhiên, đề tài cũng chưa hoàn thiện cái thi công và thực nghiệm cái mô hình robot AGV. Trong đề tài, mô hình còn hạn chế về thuật toán tìm đường, phần cơ khí thi công chưa có tốt và chất lượng điều khiển còn thấp. Thầy Huy có câu hỏi phản biện cho các bạn không ạ? Tại vì trong cái biên bản chưa thấy câu hỏi, thầy Huy ơi. Thầy có chào các bạn, thì thầy có cái câu hỏi phản biện cho các bạn đó, là nếu mà các bạn tiến hành thực nghiệm á, thì ở đây á, cái thông số thiết kế của bạn á, là bạn chưa có đưa ra cái thông số thiết kế của cái xe AGV trong cái báo cáo của các bạn á, thì các bạn nên cung cấp cái thông số thiết kế, bởi vì khi bạn chế tạo một cái thiết bị nào đó thì bạn phải đưa ra một cái thông số kỹ thuật về cái sản phẩm mà mình có thể muốn chế tạo đó. Thì ví dụ như một cái xe máy hay là một cái xe máy thì bạn phải thiết kế, thì trước khi bạn muốn
chế tạo ra một cái xe máy thì bạn phải có cái thiết kế, thì phải có thông số kỹ thuật. Ví dụ như chiếc xe máy của bạn là chạy một lít xăng là hết bao được bao nhiêu cây số, hay là tốc độ tối đa của chiếc xe là bao nhiêu, nhưng mà bạn chưa đưa ra được cái thông số kỹ thuật của cái xe AGV của bạn đó, thì không biết là ở đây bạn có cái bảng thông số kỹ thuật hay không. Bởi vì trong cái quyển báo cáo của các bạn đó, thì nó cũng rất thiếu đó, khá nhiều về những cái bảng thông số. Thì các bạn có sẵn một số cái bảng thông số thiết kế ở đây hay không, thì có thể chia sẻ để cho thầy và các thầy cô trong hội đồng được biết đó. Còn về cái báo cáo thì thầy cũng chia sẻ luôn là cái báo cáo của bạn là thường, ví dụ như mà cái bạn có một số cái sai sót, ví dụ như là cái công thức đó, thì bạn không có đánh số, với lại các bạn chú ý là hình ảnh á, thì khi các bạn đánh số hình á, thì bạn đánh đánh ở phía dưới cái hình, nhưng mà khi mà một cái bảng á, thì bạn nên đánh cái tên bảng á, nó nằm phía trên cái bảng, bạn chú ý cái đó nha. Nó không có cái tên bảng thì nó không có nằm dưới mà nằm phía trên, còn cái hình thì cái số hình và cái tên hình thì nằm ở phía dưới, thì bạn chú ý cái đó. Ở đây thì các bạn ý thiếu một số cái bảng thông số kỹ thuật của thiết kế cũng như là cái lưu đồ á, nếu có thì các bạn có thể cung cấp cho thầy. Rồi, xin mời các thầy khác. Thầy có các bạn cũng có hỏi nhiều cái mô hình thực tế đó. Dạ, xin phép thầy. Có thầy muốn hỏi là nhóm này là cái robot AVG này của mấy em làm ra là nặng bằng khối lượng bao nhiêu em? Dạ, khối lượng của chúng em là tầm 20 tới 25 kg ạ. Rồi, nó cũng nặng đấy. Nên cái vấn đề gọi là lúc mà nó mang hàng, nó chuyển trọng từ vị trí 1 đến vị trí 2 mà, thì nguyên tắc của nó 20 kg là cái của nó lực quán tính nó rất lớn, đúng không? Cái lớn đấy, 20 kg. Như vậy cái vấn đề là cái giảm chấn ở những cái vị trí cuối cùng đấy, thì mấy em thực hiện như thế nào? Dạ. Tính nhá. Ok, để một câu thôi. Còn về phần cái bản vẽ cơ khí thì thầy mày thầy xem. Thầy cho cái đóng góp bên cái bản vẽ cơ khí của sinh viên cơ điện tử là như nào thầy Thiện ơi? Dạ, để em coi qua. Rồi mời với thầy đặt câu hỏi luôn cho các bạn ghi lại ạ. À. Thầy đặt một vài câu hỏi nhỏ đấy ha. Cái thứ nhất đó là cái quy trình, thầy biết cho mọi người biết đó là cái quy trình vận hành hay nhận hàng này như thế nào, và cái robot của mấy em là phục vụ trong cái nào, trong cái quy trình đó. Tại thì chưa hình dung rõ, biết là biết về nguyên lý hoạt động, nhưng mà về cái quy trình là chưa hiểu lắm, có độ lĩnh vực áp dụng mình còn giải quyết cái vấn đề gì. Cái thứ hai đó là cái cơ cấu gấp, thì cơ cấu gấp đó giống như Huy đã nói là chúng ta phải có cái thông số kỹ thuật, ví dụ chúng ta muốn gấp được bao nhiêu ký, thì từ đó chúng ta mới giải quyết cái bài toán về về cơ cấu cơ khí. Dạ thầy. Cái dây dẫn em sẽ có những phương án nào để chọn dây dẫn, và tại sao em lại chọn cái dây dẫn đó? Vậy ha. Thầy có ba câu hỏi nhỏ không? Bổ sung thêm cái của thầy Thiện thêm tí xíu nữa, tức là các em đã nghiên cứu rồi, các em đã tìm hiểu rồi, vậy thì với cái diện tích của cái kho bao nhiêu, và cũng như là bao nhiêu cái thùng hàng, thì mình sẽ áp dụng cái này. Xin hết ạ. Rồi ok, sẵn đây thầy hỏi câu nhỏ luôn, có nghĩa là hiện tại thì trong cái trình bày báo cáo của bạn á, thì hiện tại mình chỉ hoàn thiện được cái giải pháp phần mềm, show cho thầy coi cái mô hình cơ khí mà cuối cùng nhất mình chế tạo á, nhé, cho mấy thầy dễ hình dung là các bạn đã chế tạo được cái gì rồi. Ok. Dạ. Rồi, như đó thôi. Nếu em xin một phút để em suy nghĩ. Ừ. Alo Thiện ơi. Em nghe. Ủa sao Linh nó nhắn tin là hội đồng mình off, sao ta nãy giờ anh thấy bấm record bình thường mà đúng không? Linh nè. Linh đó, đồng sĩ Linh nè. Sao off? Record mà, đang recording mà, đang hiện trên góc bên trái đó. Anh cũng thấy bình thường mà Linh đang kiểm tra trên hệ thống. Ok ok, để tao nói chuyện với Linh. Ừ.
À, với lại mấy em thì đọc bản vẽ mấy em thì thấy có một vài cái miếng giá mà mấy em vi vật liệu là inox 201 quá. À, thì những cái đó là tụi em gia công hay hàn hay là uống. Thì có một vài cái chi tiết giá là có khả năng uống được mà không biết có uống là giá hay là hàn. Có những một số chi tiết này nó phức tạp mà không biết hàn hay là gia công. Em bổ sung thêm cái câu hỏi để giải thích cái đó ha. Chào các thầy, sau đây em xin trả lời cái phần của thầy Phương. Và phần với tốc độ nhanh như vậy thì mình sẽ giảm tốc ở khúc vị trí cuối như thế nào ạ? Thì ở trên xe chúng em có sử dụng hai thứ để chúng em điều khiển được vị trí của xe, là một thứ nhất là RSID là xác định được vị trí của xe, thứ hai là encoder là khi xe chạm được cái RSID thì xe sẽ bắt đầu giảm tốc và sẽ đếm encoder để dừng đến đúng vị trí của mình. Thì RSID sẽ được đặt ở giữa mỗi ô hàng để khi xe quét được cái RFID xe sẽ bắt đầu giảm tốc và sẽ dừng đúng vị trí. Em xin phép trả lời câu hỏi của thầy Huy ạ. Thì đầu tiên là các em thông số kỹ thuật và các bảng thông số thì hiện tại thì tụi em vẫn chưa viết ra được những bảng thông số này. Thì em cũng xin với các thầy là tụi em sẽ bổ sung các bảng thông số cũng như là đánh số trang ở phía trên bảng vào báo cáo và chỉnh sửa lại. Em cũng trả lời ba câu hỏi của thầy Thiện, là câu hỏi đầu tiên là lĩnh vực phục vụ trong mảng nào, lĩnh vực nào cũng như là quy trình vận hành. Thì như ở trong slide em cũng có thuyết trình, thì do cái vấn đề về thời gian trong quá trình soạn đơn hàng nó diễn ra quá là lâu nên là tụi em chế tạo chiếc xe này để giúp cái quá trình soạn đơn hàng nhanh hơn. Thì giống như là khi mà chúng ta nhận được một đơn hàng... Thầy nói để công trình bày lại nè. Có nghĩa là soạn là từ nơi lưu đúng không? Có nghĩa là có một cái kho nào đó nó sẽ chứa đơn hàng và cái con robot của em có nhiệm vụ là tới đó bóc và thả xuống đúng không? Dạ dạ vâng ạ. À, thì cái việc mà mình sử dụng cái rổ đó lên đó, thì nó ai bỏ vô cái rổ đó cho mình gấp? Dạ là ở nhà kho phân xưởng thì sẽ có những người chuẩn bị trước những cái mặt hàng đó, thì khi mà chúng ta tương tác thì chúng ta ví dụ muốn chọn một cái lon cá hộp thì sẽ có vị trí và chiếc xe này nó sẽ chạy tới vị trí đó và gấp cái giỏ cá hộp và đem về cái ô cho chúng ta đóng gói thôi. Em chưa hiểu câu hỏi của thầy Thiện. Có nghĩa là cái lon cá hộp của em để ở đâu? Dạ, dạ vâng ạ. À, cái lon cá hộp thì tụi em sẽ để ở các ô hàng ở phía dưới cây dẫn á thầy. Và ai để mà, cái nhiệm vụ dạ. của ai để mà? Dạ, coi là con người chúng ta để luôn mà. Chúng ta sẽ chuẩn bị từ trước. Thầy nghĩ cái tụi em chưa tìm hiểu kỹ về cái hệ thống này. Hệ thống này đa phần là người ta phục vụ để cái việc là gì? Kho khâu khâu sâu á, gọi là phân chia. Thấy chưa? Phân bổ đơn hàng là thuộc khu vực A, khu vực B, huyện C gì đó thì nó phù hợp hơn hay chưa? Còn cái việc mà dĩ nhiên là thầy Hiện hỏi là trước những cái ô bên trong làm sao mà con người vào bỏ nó được, em hiểu không? Dạ 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 thầy. Em phải tìm hiểu kỹ, thầy Hiện hỏi xoáy quanh cái câu hỏi đó của em á. Dạ. Dạ rồi. Thầy có ghi thêm này, thì cái bản chất cái luận văn đấy, lần này là chủ yếu là mình dùng kỹ thuật toán để mà tìm đường ngắn nhất, đúng không? Dạ, dạ đúng ạ. Đúng, con những cái vấn đề như cụ thể thực tế đấy, như thầy Thiện hỏi đấy, hoặc thầy Phong hỏi đấy, thì đúng là mấy em chưa để ý, hoặc là mình chưa có nghiệm, mình chưa đi tham quan. Còn nếu, dạ. đúng không? Đó. Dạ, dạ thầy. Chủ yếu là chủ yếu là dùng thuật toán để mà tìm cái đường ngắn nhất. Dạ, thầy đi nữa. Dạ, em trả lời câu hỏi thứ hai của thầy Thiện là về cái cơ cấu gấp à. Thì ban đầu là tụi em chọn một cái giỏ hàng có kích thước là như vậy, thì từ đó tụi em sẽ thiết kế một cái tay gấp
dựa theo cái giỏ hàng đó. Và cái giỏ hàng của tụi em thì tụi em ước lượng là khoảng 5 kg, dùng để chứa các sản phẩm đóng lon, đóng hộp. Thì dựa vào đó thì tụi em chọn động cơ là động cơ step motor cho cái vấn đề nâng hạ giỏ. Ý của thầy Thiền là bảo bây giờ hoặc là thầy Uyên là thông số kỹ thuật vào, ví dụ là cái robot này nó có thể gắp được cái khối lượng 5 kg. Yeah. Như vậy mắc là 5 kg, nhỏ nhất là 1 kg chẳng hạn. Yeah. Đó. Thì lúc này mới để lúc mà lúc em bắt đầu kết cấu của cái tay gắp đấy, 5 kg thì như nào, 1 kg như nào, vân vân. Ý của thầy là thầy mấy thầy hỏi em là như vậy. Ý để cho nên một vấn đề thiết kế đây mình phải giới hạn. Ví dụ như một cái máy xe ô tô như vậy, xe máy như vậy cũng giới hạn là chạy từ 0 cây số cho đến là 120 cây số giờ chẳng hạn. Ví dụ thì đây cái nguyên tắc thiết kế của một sản phẩm như vậy thì mấy em sau này cũng phải để ý đi, sản phẩm nó phải nằm trong giới hạn nào đó về kích thước, về khối lượng vân vân đi. Đó, mày thầy hỏi như vậy. Dạ dạ vâng ạ thầy. Dạ còn một câu hỏi nữa của thầy Thiện là về cái vấn đề lựa chọn thanh trượt á thầy. Thì tụi em ray dẫn thì tụi em có tham khảo thì tụi em chọn quay dẫn là nhôm định hình đó thầy. Thì lý do là hồi nãy tụi em cũng có đề cập là cái vấn đề là nhẹ bền cũng như là cái việc tháo lắp nó linh động hơn, giống như nếu như chúng ta có sửa nhà kho hay là muốn nâng cấp hoặc là thu hẹp nhà kho thì cái việc mà chọn quay dẫn là nhôm định hình thì nó cũng sẽ dễ dàng tháo lắp hơn nhiều. Nhưng mà nhôm định hình chi phí nó cao hơn nhiều chứ. Và cái này mình đâu có, ví dụ như thầy gợi ý nói chung là có cái ray bằng ray cái cửa giờ được sử dụng trong cái cửa kéo hàng rào á, nó có hình chữ U móc ngược này nè, thấy không? Thì giờ mình ngửa lên thì chi phí cái đó nó rẻ hơn cái nhôm định hình chúng ta hơn nhiều chứ. Đúng không? Được không? Nếu ví dụ thầy gợi ý như vậy thì được không? Dạ, thì ban đầu tụi em vẫn chưa suy nghĩ tới phương án đó, tại vì tụi em khi mà tụi em thiết kế cái khung thì tụi em cảm thấy là nó quá nặng, nên là cái hướng đầu tiên tụi em suy nghĩ đến đó là nhôm định hình đó thôi. Trong cái ray đó nằm đó thì được bắt bởi những cái khớp hoặc là mình hàng lại với nhau ra cái khung đó, chứ mục đích là cái ray là để cho xe nó chạy thôi mà, đúng không? Thì khi đó thép nó sẽ nhẹ, nó quay nhẹ mình là nó sẽ tính kinh tế nó hơn nhôm chứ. Dạ vâng ạ. Dạ nhôm, cảm ơn. Nói chung là mấy cậu làm luận văn đừng đi cái này về tính kinh tế của nó, bởi vì sau này ra ngoài đời đấy, lúc làm cái vấn đề gì đấy thì bao giờ họ bao giờ tính toán đi. Tiêu chí thứ nhất là phải rẻ, tiêu chí thứ hai của người Việt Nam yêu cầu là gọi là tốt, rẻ, tốt, đẹp. Đây người Việt Nam mình là như vậy, cho nên là cái những cái thông số bảo, ví dụ như là cái này là robot này nó là nhẹ để mà cái năng lượng nó tiêu thụ ít, hay là nó có thể chuyển động vận tốc nhanh. Cho nên em đi có những cái máy mà siêu trường siêu tải không bao giờ chuyển động nhanh được, khối lượng lớn mà, cho nên là phải chuyển động chậm để cái lượng nó nhỏ mà. Còn những cái mà nó chuyển động kỳ nhanh đó thì người ta tối ưu khối lượng chuyển động để làm thêm lực quản lý nhỏ. Cái nguyên tắc của nó là như ở trong thực tế như vậy, cho nên mẹ em gọi là mấy thầy đóng góp để chúng ta lưu ý là sau này ra trường thì chúng ta nên đi những cái vấn đề thiết kế như vậy. Dạ vâng, em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy Thiện. Rồi thầy nào có ý kiến gì nữa không? Dạ em xin trả lời tiếp cái câu mà của thầy Thiện là trong bản vẽ có nhiều cái phương pháp gia công ạ. Thì của em sử dụng phương pháp là chấn ạ. Lúc đầu em sẽ cắt laser cho các tấm kim loại, sau đó em sẽ chấn theo các đường để ra các đồ gá của em. Ví dụ như cái gá động cơ giờ không, gá động cơ này mình trang bản vẽ bao nhiêu đây, trang số 3 trong cái file của em á, thì cái đó sao chống được cái gá động cơ số 3 thầy. Đúng rồi, trong cái tập bản vẽ PDF á, cái trang cái 3 đó, thì cái đó sao chống. Dạ thầy, là ở giữa cái khe thì sẽ có một cái khe nhỏ, chúng em sẽ hàng, sẽ chấm hàng vô.
Rồi ok, vậy từ đó là mấy em sẽ bổ sung cái gì? Đó là những cái vấn đề này mấy em để như vậy á, thì có thể là để người ta hiểu sai. Tuy nhiên rồi về thực tế là ai thấy cái này thì người ta sẽ đặt câu hỏi ngược lại mấy em á, à cái này là hàng hay là gia công thôi. Nhưng mà để gọi là trong mình để rõ ràng á, thì chúng ta còn phải ghi ký hiệu của hàng là tốt nhất. Nhưng nếu mình chưa học hoặc là chưa biết thì có thể ghi trong cái phần yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật là ông kỹ sư hoàn toàn có thể ghi vào đó là à thì chi tiết số 1, số 2 mình đánh dấu với nhau được liên kết bởi bằng phương pháp hàng. Đó là cách mình, nếu mình không còn ghi, còn nếu mà mình hiểu về cái hiệu mới hàng thì mình nên bỏ vào. Rồi liên quan tới bản vẽ luôn, đó là về dung sai, là hầu như mấy em không bỏ dung sai hết, mấy em chỉ ghi kích thước trên nghĩa thôi. Và điều này mấy em cần phải bổ sung ở trong cái biên bản sửa và nộp lại trong cái thầy hội đồng về lại cho khoa ha. Đó là dung sai thì mấy em còn phải xác định đâu là dung sai, những bề mặt quan trọng không, chỉ còn xác định những bề mặt quan trọng để bỏ dung sai thôi, còn những kích thước không quan trọng thì để kích thước trên nghĩa được rồi ha. Rồi liên quan đến phần gia công, đó là độ nhám, độ nhám ở các cái bề mặt gia công và ở góc bản vẽ. Cái tiếp theo nữa là về ở cái khung bản vẽ, mấy em có ghi vật liệu không? Được chưa? Không ghi nhôm. À nếu mình gọi là mình không rành về vật liệu chẳng hạn, mình có thể ghi là hợp kim nhôm, cũng tạm chấp nhận được ha. Còn nếu mình đã học vật liệu rồi và đã biết rồi thì nên ghi cụ thể cái loại vật liệu đó ra luôn. Ví dụ nhôm là nhôm A6061-5052 hay là 7075 gì đó, thì tốt nhất là mình nên ghi ra giống như là việc mấy em ghi inox là inox 201 gì đó. Dạ hay, cho em sẽ bổ sung và chính xác. Rồi ok, đó là phần về bản vẽ mấy em còn phải chú ý ha. Còn về hình chiếu thì ổn, còn phải bổ sung vấn đề về gia công. Em xin cảm ơn. Hai, mày thay câu hỏi là gì nữa không? Câu hỏi thì được rồi, trả lời. Nếu có hỏi thì thầy đại diện hội đồng chúc nhóm các em gọi là ban tân kỹ sư sắp tới gì luôn khỏe gì. Chúc cho thầy gửi lời thăm gia đình gì bình an trong cái đợt Covid này. Đấy. Và cái đề tài thứ hai báo cáo chúng ta sẽ dừng lại đây và để cho mấy thầy trong vòng một vài phút để chấm điểm, và sau đây chúng ta sẽ thực hiện cái đề tài tiếp theo. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn các thầy ạ. Chào các thầy. Thầy ạ. Rồi, rồi. Dạ, chúng em xin cảm ơn các thầy ạ. Rồi. Rồi, thầy mời đề tài thứ ba lên chuẩn bị. Thiết kế và điều khiển hệ thống gương tương tác thông minh với sự hướng dẫn của thầy Bùi Hòa Đức, do ba sinh viên Nguyễn Gia Bảo, Phạm Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hải Yến. Hội đồng thì rất nhiều quá ta, ba cái liên tục luôn hả? Rồi xin mời các bạn trình bày luôn. Dạ vâng. Em nói thì nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ, ok em. Dạ. Chào toàn thể quý thầy và các bạn có mặt tại lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 2020-2021. Nhóm em gồm có 3 thành viên là Nguyễn Gia Bảo, Phạm Thị Thanh Thủy và em là Nguyễn Thị Hải Yến. Sau đây em sẽ trình bày bài thuyết trình của mình, là tên đề tài của nhóm là thiết kế và điều khiển hệ thống gương tương tác thông minh dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Bùi Hà Đức. Nội dung trình bày gồm có 4 phần: tổng quan, mục tiêu đề tài, thiết kế và điều khiển, và cuối cùng là kết luận. Phần đầu tiên là tính cấp thiết của vấn đề. Các cửa hàng thời trang hiện nay đang gặp phải vấn đề là phòng thay đồ quá tải, đặc biệt là chỉ khuyến mãi. Việc quá tải sẽ làm mất thời gian của khách,
giảm hứng thú mua hàng, cửa hàng không thể phục vụ khách một cách tốt nhất sẽ dẫn đến cái việc là giảm doanh thu. Thì lúc ấy những chiếc gương tương tác có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Chúng cho phép khách hàng có thể thử quần áo, giày dép, thậm chí là cả trang sức và đồ mỹ phẩm bằng cách nhấp vào các mục trên hiển thị trên màn hình tương tác. Công nghệ này sẽ giúp gia tăng sự tương tác của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và thu hút, nó tăng mức độ thu hút của sản phẩm. Thì khi sử dụng sản phẩm, khách hàng sẽ cảm thấy là sản phẩm chân thực nhất trước mắt. Bên cạnh đó, với các tính năng như là nhỏ gọn và dễ lắp đặt, thì khách hàng cũng có thể mua về và sử dụng riêng trong gia đình. Là một số mẫu gương tương tác đã được ứng dụng trên thị trường. Đầu tiên là Magic Mirror của S&M. Gương được trang bị một camera độ sâu và phần mềm trợ lý giọng nói, giúp cho người tương tác có thể duyệt qua tất cả các tính năng chỉ bằng giọng nói. Tuy nhiên, vì cái tính năng như vậy thì gương tương yêu cầu một cái không gian là không được quá ồn ào. Một dòng sản phẩm gương khác đó là Interactive Mirror của BreadTalk, được thiết kế với màn hình cảm ứng, kết hợp với camera 2D và bộ nhận dạng qua tần số vô tuyến, giúp dễ dàng nhận biết được đối tượng cần tương tác. Nhưng với việc sử dụng camera 2D trong việc xử lý hình ảnh, nên là gương không thể lấy được kích thước của cơ thể để đưa ra các sản phẩm có kích thước vừa vặn, mà chỉ có thể giúp chọn lựa mẫu mã của sản phẩm. Vậy thì một số sản phẩm có tương tác thông minh trên thị trường còn có hạn chế như là chưa tính được số đo cơ thể dùng để đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp. Vì vậy chúng em đã lựa chọn đề tài gương tương tác với mục tiêu đề tài là xây dựng một không gian tương tác giữa người và hệ thống. Không gian bao gồm màn hình giao diện dùng để hiển thị sản phẩm, hai camera lắp hai bên màn hình dùng để thu dữ liệu hình ảnh, và dữ liệu hình ảnh sẽ được đưa đến bộ phận xử lý là bo nhúng Nissan Nano. Mục tiêu thứ hai là nhận diện được chuyển động tương tác giữa người và của gương, giữa người và gương. Cuối cùng tích hợp với tính toán các thông số về kích thước cơ thể, giúp lựa chọn sản phẩm có kích thước phù hợp. Phần thứ ba là thiết kế và điều khiển, gồm có 3 nội dung chính là xây dựng không gian tương tác, nhận diện chuyển động và cuối cùng là tính toán số đo của cơ thể người dùng. Mục tiêu là xây dựng phòng thay đồ nhỏ với chiều rộng là 2m và chiều dài căn phòng là 3m, phù hợp với chiều cao trung bình của người Việt Nam là nam 1m68 và nữ là 1m56. Nhóm nghiên cứu và ứng dụng camera IntelliSense D455 được thu được cả hai dữ liệu hình ảnh là ảnh RGB dùng để nhận diện chuyển động và ảnh deep dùng để tính toán kích thước cơ thể. Đặt cố định camera so với mặt nền là 1,2m. Ở cái độ cao này thì sẽ ngang với tầm ngực của người tương tác, giúp lấy hình đồng bộ, đồng thời cũng ngang với tầm hoạt động của chiều tay tương tác, giúp cho hệ thống dễ dàng nhận diện được chuyển động của người dùng. Theo công thức lượng giác, ta có khoảng cách tối thiểu từ máy ảnh đến người tương tác là 1,26m. Sau khi đã có một khoảng cách từ máy ảnh đến người dùng, dễ dàng tính được khoảng cách từ màn hình cho tới vị trí người đứng là 0,9m qua định lý Pythagore. Qua thử nghiệm thì khoảng cách từ màn hình đến người mà có thể nhìn rõ và dễ dàng tương tác nhất là sẽ từ 1,2m. Vì lựa chọn kích thước phòng thử đồ là 2x3 nên chúng em lựa chọn kích thước đứng cách màn hình là 1,5m. Từ đó sẽ tính được góc lắp đặt camera so với màn hình là 60 độ. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin mời bạn Bảo trình bày phần nhận diện chuyển động. Dạ, chào các thầy. Nghe em nói không ạ? Phần nhận diện chuyển động của tụi em có mấu chốt quan trọng là phải nhận diện được các bộ phận liên quan đến chuyển động. Nhóm chúng em sử dụng ảnh RGB thông qua RGB của camera RealSense, thông qua các thuật toán Deep Learning để nhận dạng được các bộ phận cơ thể đó, sau đó tiến hành training để nhận dạng được chuyển động. Và nhóm em tiến hành xây dựng tính năng này thông qua các bước như sau. Đầu tiên là xây dựng skeleton 2D nhằm mục đích xác định được các khớp trên ảnh RGB. Ảnh RGB đầu vào của tụi em có độ phân giải là 480x848, đảm bảo được tốc độ xử lý của hệ thống. Nhóm em sử dụng thuật toán của dự án OpenBow thông qua mạng neuron thần kinh để nhận dạng được các khớp. Thuật toán này trả về cho chúng em tọa độ của các khớp trên ảnh RGB, nối các điểm này lại với nhau để thể hiện mối quan hệ giữa các khớp, từ đó xây dựng được skeleton 2D. Hình bên phải là kết quả của tụi em đã áp dụng skeleton 2D lên ảnh RGB trong thời gian thực. Bước tiếp theo là xây dựng skeleton 3D. Sau khi xây dựng được skeleton 2D thì sẽ chuyển đổi tọa độ của các khớp trên ảnh RGB sang tọa độ không gian 3 chiều.
Điều này nhằm mục đích cải thiện độ chính xác nhận diện chuyển động và là cơ sở để xây dựng và nhận diện các chuyển động phức tạp, khắc phục được các nhược điểm của ảnh RGB là khó nhận diện được các chuyển động có chiều vuông góc với tấm ảnh, ví dụ như là chạm. Để chuyển đổi từ scan 2D sang 3D thì phải kết hợp với ảnh deep được chụp cùng lúc với ảnh RGB thông qua thông số nội của camera. Trong hình là công thức để chuyển đổi một điểm từ ảnh RGB sang không gian 3 chiều XYZ. Ở đây với B là đại diện cho một khớp trên ảnh RGB, FX, FY, CX, CY là thông số nội của camera, XY là tọa độ của khớp đó. Công thức này cũng áp dụng cho việc chuyển đổi ảnh deep sang bone cloud, sẽ áp dụng trong phần số đo cơ thể sẽ trình bày sau. Và đây là kết quả sau khi chuyển đổi với các điểm vàng là tọa độ của các khớp trong không gian 3 chiều có góc tọa độ nằm ở camera. Kết quả sau bên phải là em thể hiện lên scan 2D lên ảnh RGB. Bước thứ 3 là thu thập dữ liệu chuyển động. Để nhận dạng được chuyển động thì nhóm em tiến hành chọn thu thập dữ liệu chuyển động của bàn tay phải với 4 động tác cơ bản là gạt sang trái, gạt sang phải và lên và xuống. Với mỗi loại chuyển động cần có ít nhất là 100 mẫu. Mỗi mẫu chứa 15 tọa độ tương ứng với 15 hệ điểm của chuyển động đó. Sau đó lưu dữ liệu này lại và tiến hành bước tiếp theo. Bước 4 là tiến hành training. Sau khi có được dữ liệu thì nhóm em sẽ tiến hành xử lý dữ liệu đó và đưa vào training với bộ nhận dạng SVM. Lý do chọn bộ nhận dạng này vì nó mang lại độ chính xác cao cũng như phù hợp với dạng data time series mà nhóm em đã thu thập được. Sau khi training thì bộ nhận dạng SVM sẽ tạo ra một file sắt chứa hàm có hệ số đã được train. Và tiến hành bước cuối cùng là sau khi mà có hàm đã được train rồi thì nhóm em sẽ tiến hành đưa mẫu ghi lại chuyển động của bàn tay phải trong thời gian thực vào hàm số để nhận dạng. Để tối ưu hệ thống nhanh hơn thì mỗi 3 frame tương ứng với 3 tọa độ mới thì nhóm em sẽ tiến hành nhận diện một lần. 3 tọa độ mới này sẽ được thêm vào sau mẫu trước đó và đồng thời loại bỏ 3 mẫu đầu tiên, 3 tọa độ đầu tiên của cái mẫu đó để tạo thành một mẫu mới. Sau khi đưa mẫu vào thì hàm số trả về các giá trị từ 1 tới 4 tương ứng với các 4 động tác. Từ đây có thể thiết kế cái giao diện hoạt động dựa trên các giá trị trả về này. Và cuối cùng là nhận diện chuyển động của hàm, là kết quả nhận diện chuyển động của hàm. Cái này em dùng OpenCV để vẽ lại mẫu để nhận diện trước đó. Rồi tiếp theo bạn Hủy sẽ trình bày phần tính toán số đo cơ thể. Dạ. Em chào các thầy và các bạn. Em là Phạm Thị Thanh Thủy và sau đây em xin tiếp tục phần thuyết trình của nhóm về phần tính toán số đo cơ thể. Phần này của chúng em chia ra làm 6 bước thực hiện bao gồm xây dựng bone cloud, cắt ảnh, tách nền, ghép ảnh, giảm số lượng điểm ảnh khử nhiễu, tìm biên dạng và tính kích thước. Thì đầu tiên là bước tính bone cloud từ ảnh deep. Thì từ ảnh deep ta có thể tính được bone cloud và đây là công thức dùng để chuyển ảnh deep sang ảnh bone cloud như đã nói ở phần chuyển skeleton 2D sang 3D ở trước đó. Và bên phải là kết quả ảnh qua cloud tìm được. Bước 2 là cắt ảnh. Do vị trí của camera và người đứng được sắp xếp cố định nên có thể dự đoán trước được vùng có người mong muốn, giúp tránh trường hợp nhận diện nhầm người xung quanh làm giảm độ chính xác của thuật toán. Và đây là kết quả của quá trình cắt ảnh. Phần không liên quan nó được loại bỏ đi hết và chỉ còn phần người và phần nền. Đến bước 3 là tách nền. Mục đích của phần này là loại bỏ phần nền và lấy được phần cơ thể người, tại vì phần nền cũng là phần background cần phải loại bỏ. Đến bước 4 là phần ghép ảnh sử dụng thuật toán ICP. Thì thuật toán ICP là thuật toán giúp ghép hai point cloud lại với nhau. Nó tìm ra hai điểm giống nhau ở hai point cloud và sau đó ghép hai điểm đó lại thành một. Thì kết quả ICP sẽ tạo ra được một ma trận tĩnh tiến và xoay. Xoay ảnh 1 và hệ trục của ảnh 2. Khi nhận ảnh 1 với ma trận ICP rồi ghép lại với ảnh 2 thì sẽ ra được point cloud của chị hoàn chỉnh như hình bên phải. Đến bước 5 là giảm số lượng điểm ảnh. Do ảnh sau quá trình ICP thì sẽ có số lượng ảnh, điểm ảnh rất lớn.
Điều này không cần thiết mà còn làm chậm tốc độ xử lý của thuật toán. Còn các điểm nhiễu trong ảnh là do quá trình tách nền không khử được toàn bộ các điểm nhiễu trên bề mặt nền và phần rìa của cơ thể do bị đổ bóng do lúc lấy ảnh deep bị nhiễu. Vì vậy, sau khi có được hình ảnh toàn bộ cơ thể với số lượng điểm vừa phải thì cần phải có bước khử nhiễu để thu được kết quả tốt nhất. Bước 6 là tìm biên dạng và tính kích thước. Tụi em xác định vị trí 3 vòng dựa vào tỷ lệ của các khớp xương. Sau quá trình thử nghiệm thì cho ra được tỷ lệ tương đối như hình. Do người đứng luôn vuông góc với mặt nền nên sau khi có được vị trí của các vòng thì dùng mặt cắt ngang song song với mặt nền sẽ tìm ra được điểm mạnh. Các điểm dùng để tính biên dạng và đây là kết quả của phương trình hồi quy tuyến tính ứng với 3 vòng của cơ thể. Biên dạng tìm được sẽ bị thiếu phần phía sau do chỉ có 2 camera nên không lấy được toàn bộ cơ thể người. Trong đồ án này chúng em lựa chọn phương pháp là ước lượng để tính tương đối kích thước 3 vòng. Thì vòng 1 và vòng 2 sẽ được tính bằng cách vẽ đường elip với đường kính dài là khoảng cách giữa cặp điểm xa nhất và bán kính ngắn là khoảng cách từ điểm ở giữa đến đường kính dài. Thì từ đó kích thước vòng 1, vòng 2 sẽ được tính bằng biên dạng trước cộng 1 phần 2 chu vi elip tìm được. Thì do vòng 3 có đặc điểm là phần phía sau cũng có ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của thuật toán, do đó chúng em lựa chọn ước lượng tương đối bằng cách tìm ra cặp điểm có khoảng cách lớn nhất và kích thước vòng 3 sẽ được tính bằng biên dạng trước cộng cho khoảng cách lớn nhất nhân với x. Với x là hệ số tìm được của quá trình thử nghiệm, còn chiều cao thì tụi em sẽ tính bằng cách là từ đỉnh đầu đến mặt phẳng nền. Kết quả của tương tác với hệ thống là kích thước và các vòng cơ thể thì sẽ được hiển thị lên góc bên trái. Đây là quá trình tương tác với hệ thống để chọn ra thay đổi các sản phẩm. Cuối cùng là kết quả của kết luận thì trong đồ án này tụi em đã làm được, đó là thu được kích thước cơ thể với độ sai lệch nhỏ hơn 5 cm, xây dựng được hệ thống tương tác với độ chính xác trung bình là 90%. Mặt hạn chế của đồ án này đó là chưa nhận diện được các chuyển động phức tạp và đối tượng mặc đồ phức tạp thì sẽ có sai số trong quá trình tính toán. Đồ án này tụi em đề ra hướng phát triển đó là chen thêm các thuật toán, chen thêm các chuyển động phức tạp, sử dụng face ID và ghép quần áo vào cơ thể. Dạ, bài thuyết trình của nhóm chúng em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, xin cảm ơn nhóm. Thầy xin phép đọc cái phản biện của giáo viên phản biện là thầy Lê Thanh Tùng. Những thiếu sót và tồn tại của đồ án, còn thiếu các thông số thực nghiệm để đánh giá cái độ chính xác của hệ thống nhận diện và chưa có mô hình phần cứng cơ khí để thực nghiệm. Một câu hỏi của thầy đưa ra như sau: nhóm tác giả hãy trình bày những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình nhận diện và tính toán kích thước cơ thể như thế nào? Một câu hỏi duy nhất. Rồi, xin mời mấy thầy cô khác đọc câu hỏi cho các bạn luôn. Thầy gọi kia này. Đây là một đề tài hay, nhất là phù hợp cho hai chị em. Ý tưởng là rất hay. Nhưng mà cái đối với cái ứng dụng của người Việt Nam mình đấy, nhất là người Việt Nam mình đấy, bởi vì mình hiểu, chúng ta hiểu như này này, là một cái kích cỡ của quần áo đi, thì họ có, bởi vì mỗi người có một cái kích thước khác nhau, cho nên họ tìm ra một cái giải đấy, như là người con người có cái số vân tay đấy, nó khác nhau. Thì một vạn người là một vạn người, một triệu người, một triệu, nó khác nhau hết hoàn toàn. Nhưng mà người ta sẽ quy nạp đi từng nhóm để làm thế nào để thứ nhất nó đơn giản hóa cái vấn đề. Ví dụ như quần áo này, giày dép này, thì họ bảo là có cái cỡ số 5, này, số 6, số 7, số 8, hoặc là quần áo là cỡ là 37, 38, 39. Đấy là những cái thông số chính để người ta chọn lựa. Vậy cho nên thầy nghĩ là như này, cái nhận dạng, cái bài toán nhận dạng của em là ok, quá tốt. Nhưng đó, bây giờ cũng như cái người ta chọn mua quần áo đấy, thì xem cái nào là thông số chính của quần áo. Ví dụ áo này thì cái cổ kích thước cổ,
hoặc như nào để bao nhiêu thông số đó, thì học ý kiến là học kỹ thuật 37 là 37 XL XY rồi gì gì đấy, nó có cỡ lớn cỡ nhỏ cỡ vừa, tức là một số cái thông số cơ bản thôi đó. Chúng ta nhân dạng trên đấy thì thầy nghĩ là bài toán của mọi người nó sẽ dễ hơn đi đó. Giờ cho nên ở đây mọi người là mang tính chất là nhận dạng hết cái profile của con người thì nó ok, nhưng mà nó nhiều lúc nó cũng cần thiết không chính xác. Một số không chính xác thì mẹ em là cùng trong cái vấn đề tin bài giảng giải là có, nếu người nào mặc quần áo như nào thì nó cái chính xác nó cũng phải chính xác được đó. Cho nên là cái ý của thầy như vậy, tức là nếu mà sau này mọi người ứng dụng đấy thì nhận dạng một số cái thông số hoặc gọi là chuẩn để mình nhận ra và so sánh về cái thực tế đấy, sai lệch của nó bao nhiêu thì mình đem ra là cái kết luận. Thì nếu mà có điều kiện thì làm như vậy thầy nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người. Ý của thầy như vậy. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ em xin trả lời câu hỏi của bạn, của ý kiến của thầy Tùng ạ. Dạ là em, nhóm em đã bổ sung được bản thực nghiệm cho các thông số chúng em đã tìm được rồi. Còn cái yếu tố mà ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình mà nhận diện, đến quá trình mà tính toán kích thước cơ thể của tụi em là cái bộ đồ mà người tương tác đang mặc là nếu mà mặc cái bộ đồ nó rộng quá thì kích thước nó sẽ chắc chắn là sẽ sai ạ. Dạ còn yếu tố ảnh hưởng đến việc tương tác là kích cỡ của người, do tình hình dịch nên chúng em không có thực nghiệm qua được nhiều người, chỉ có mình em thực hiện được nhiều lần để ghi lại cái thông số thôi. Dạ còn ý kiến của thầy Phương thì chúng em rất cảm ơn ạ. Nếu mà hợp tác được với một bên có chuyên môn về thời trang thì cái mà dựa vào các thông số số đo ba vòng của tụi em thì sẽ đưa ra gợi ý được cái loại đồ phù hợp với trang phục kích thước của họ. Nếu như vậy thì bây giờ hỏi là cái nhận dạng của đề tài là ba cái vòng đo 1, 2, 3 tí. Dạ. Thì nếu đo của 2D thì bây giờ mình 3D, mình có 3D thì mình gọi là tương đối, gọi là tính chất là tính gần đúng. Dạ. Thì bây giờ thầy muốn tò mò là không biết là em đã thực nghiệm, tức là qua nhận dạng này của vòng đo của em đấy. Đây, 1 2 3 là qua cái nhận dạng và cái đo thực tế của em là bị lệch bao nhiêu không? Dạ cái đo thực tế của em thì ở vòng 1 thì sẽ bị lệch trung bình là hơn 4 cm ạ. Có vòng 2 thì biên dạng đỡ phức tạp hơn thì sẽ lệch nó còn hơn 3 cm tí xíu. Còn sai lệch cao nhất là vòng 3 do cái biên dạng ở đằng sau phức tạp và chúng em chỉ có thể dùng hệ số qua thực nghiệm để ước lượng được cái vòng 3 thôi. Nên cái hệ số nó lên gần tới 5 cm lần hả? Ok. Ok, cái quanh mà nó rộng đi 5 cm là cũng phải cân lại với cái lưng cũng hơi to đấy mà. Dạ. Cho thầy hỏi một câu đi. Ví dụ làm thế nào để đảm bảo khoảng cách FX, FY trong cái công thức mà các bạn yêu cầu, đó là người thử nghiệm trải nghiệm là phải đứng, FXFP thì khi mà nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, hay là nhận diện hay không, hay là không được nhận diện gì đó ha. Dạ FXFP trong công thức là thông số nội của camera, là tiêu cự của camera. Em chỉ vẽ lại cái mô hình, thay vì nó thông qua cái hấu kính thì em sẽ vẽ nó, em vẽ cái mô hình cho nó nhìn cho nó dễ nhà, dễ tưởng tượng thôi. Nhưng mà khoảng cách đúng không? Thực tế là khoảng cách là người ta đứng là phải ngay chỗ vị trí đó mới nhận diện được, hay là chỗ nào cũng nhận, trong cái tiêu cự đó là chỗ nào cũng nhận diện được? Dạ chỗ nào cũng có nhận diện được, nằm trong cái phạm vi của camera real sense là từ em đang set là từ 1.5m tới 3m thôi. Là cho ra kích thước vật thể như nhau. Dạ, cái quá trình ACP nó sẽ ghép hai cái bond lao là tương đối chính xác thôi.
Mạng thì bị vấn đề gì sao em có thể nói lại không? Dạ là ý em nói là cái ha, nếu mà mình đứng ở vị trí bất kỳ nằm trong cái phạm vi đó thì cái bungalow khu về nó cũng có thể tự ghép lại với nhau theo khoa thuật toán ICP. Cái thuật toán này trả về cái hàm transform mà trận Jacobi để xoay cái bungalow rất là chính xác ha. Không, nhưng mà đứng gần hơn thì theo gọi là theo suy luận thì đứng gần hơn nó sẽ bự hơn là đứng xa chứ đúng không? Còn dạ, cái này là CPU ra một thể bự hơn chứ. Dạ đúng rồi. Đó là theo ảnh 2D thôi. Còn nếu mà theo ảnh deep thì sẽ cho ra cái bên là có kích thước tương đồng với vật thể thật. Rồi lại có một cái nữa về giải pháp thì theo thầy nghĩ là mình có thêm nên suy nghĩ theo cách này không? Ví dụ như là mỗi cơ thể con người thì nếu mà để quy về cho mình xử lý thì gọi là nó hàng vạn cái kết quả rồi. Nhưng mà mỗi người muốn trải nghiệm thì họ sẽ rất hiểu bản thân của họ. Thì họ có thể là khai báo, ví dụ như đầu tiên là mình phân loại trước bằng những câu hỏi. Đầu tiên là về giới tính. Cái thứ hai đó là về cái số đo 2, 3, 4 vòng gì đó. Đúng không? Thì có nghĩa là những cái đó để giúp mình phân loại thì mình sẽ build nó chính xác hơn. Dạ, yeah. Tụi em đang đưa ra cái vấn đề là giảm thiểu thời gian mà thay độ. Nên nếu mà khai báo kiểu đó thì nó sẽ dẫn đến là việc rất mất thời gian, rồi dẫn mấy ngày sau thì dẫn đến quá tải của hệ thống. Mình chỉ cho cái gương tương tác này mục đích là chỉ đặt ở phía trước thôi, giờ thay vì người ta vô đúng không? Người ta biết là hôm nay sale có những loại đồ này, chẳng hạn người ta khai báo là anh chị là gì, male, female, rồi số đo ba vòng, lít chọn vào thôi. Cái đó là nó sẽ sơ ra. Nó dùng lấy bộ đồ quẹt bộ đồ, ví dụ thông minh tới nỗi là quẹt bộ đồ vào cái là cái bill lên. Ok, thấy cái này nó hợp với tôi nè. Dạ. Tôi sẽ đi vào bên trong để tôi thử thật. Đó là cái ID nó xuất phát không, cái còn cái này mà nó để mà mua về mà gọi là để dạ. Ở nhà thì nó không cái nó không khả thi, nhưng mà gọi là một cửa hàng nào đó nó có thể là dựng một cái gương này ở phía trước cửa hàng đó và họ cho khách hàng trải nghiệm để giảm tải cho phía bên trong, cộng thêm ví dụ như là cái nạn Covid này nữa chẳng hạn ha. Đó, thì cái cách này nó thầy nghĩ đó thì đó là một cái gợi ý về giải pháp. Chứ còn mà cái phần mà nhận diện khung ấy, thì thầy nghĩ trong cái lĩnh vực này thì nó sẽ hơi khó khăn một xíu. Ví dụ trong lĩnh vực về kỹ thuật đó, ví dụ như là ví dụ bên lĩnh vực hàng của thầy đi ha, về cái nhận diện khung tay này nè, là nó ảnh hưởng đến chất lượng của mối hàng. Thì thầy nghĩ cái này nó hay. Còn đối với cái việc mà chúng qua chứ còn là build 3D và để cho người ta thấy cái thì cái việc nhận diện khung hình này thì thầy nghĩ nó hơi phức tạp xíu. Dạ. Ý kiến của thầy. Em cảm ơn thầy. Cái như này đây là cái đề tài hay. Cái ý tưởng hay. Chương trình tôi là mình tham nhiều quá, bây giờ là mình phải gọi là cái này ở bên cái ở những cái chỗ bán hàng hoặc là may quần áo hoặc là cái họ sản xuất sản phẩm đấy, nhất là cho con người đấy thì là người ta nghiên cứu hết rồi, nhân tắc học tất tắc nhiều như mẹ em cũng có nói là người Việt Nam như nào tất tắc, nhưng mà cái như thầy nói đấy là để bán được hàng đấy cũng phải là một vạn người mẫu, tức là họ chia từng nhóm đó, cho nên mà áo quần là số 5, số 6, số 7 XL, X đó là những cái đó người chỉ cái chính thôi, cho nên mấy em nếu mà sau này mọi người để ý những cái thực chính đấy của bên sản phẩm đấy để mà nhận dạng đấy thì nó sẽ hỗ trợ cho những cô bán hàng nhanh hơn và mọi người yeah. Đó. Cảm ơn thầy ạ. Thầy xin góp ý một ít thì chưa hết thì cũng giống như thầy Phương là thầy về cái quan điểm mà nhất là theo cái xu thế phát triển của công nghệ mà gần đây á, thì rõ ràng là cái đề tài của các em á, là nó khá là thú vị và nó cũng khá mới mẻ, nó không có bị đi theo lối mòn đó, thì đó là một cái điểm rất là sáng giá cho đề tài các bạn. Thì nhưng mà thầy góp ý cái đầu tiên đó là liên quan đến cái quy luật văn á, thì em chú ý là cái hình này của tụi em á, là bị lỗi là hình toàn là hình 0.17 rồi 0.11, tất cả các chương đều bị cái lỗi đó, thì các em phải sửa lại nha. Cái lỗi đó là khá nặng trong cái quyển báo cáo tốt nghiệp của tụi em á, thì em nên check lại cái đánh số hình nha, bị lỗi nghiêm trọng. Tất cả hình ở trong đó đều bị như thế hết, thì các bạn kiểm tra lại. Rồi cái thứ hai á, thì ở đây á, giống như thầy Phương như thầy Thiện có góp ý á, thì tụi em đang bị một cái giới hạn là
về cái số lượng mẫu dữ liệu, thì cái mẫu dữ liệu của các bạn nó hiện bây giờ là đang bị ít, là bởi vì có một mình bạn này, trong nhưng mà trong thực tế đó, thì khi mà làm những cái kiểu mà huấn luyện như thế này á, thì cái mẫu dữ liệu rất là quan trọng, mẫu dữ liệu phải lớn và cái số người nó phải đa dạng, tức là số mẫu trên mỗi người và số người nó phải rất là lớn, thì cái mô hình của bạn khi huấn luyện nó mới có ý nghĩa được và nó mới sát được, thì nó mới bù đắp những cái khuyết điểm mà như thầy Phương cũng như thầy Thiện góp ý cho các bạn đó. Ngay cả những cái mà ví dụ như cái hệ thống của bạn mà chưa gọi là perfect, chưa hoàn hảo á, thì những cái góp ý mà như của thầy Thiện đó, hỗ trợ thêm á, cũng sẽ rất là tốt, là cho để bổ sung được những cái khuyết điểm của hệ thống của bạn. Thì cái mẫu dữ liệu của bạn là chưa tới. Ở đây có lẽ là cái thiết bị của bạn đặt ở phía bên chỗ bạn nên là bạn làm trên bạn thôi, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thầy hơi tiếc là tại sao mà bạn cũng có người thân xung quanh thì tại sao không kéo vào cho tăng cái số mẫu lên thì dạ, cái mẫu cũng phong phú hơn. Và một cái nữa là hiện bây giờ bạn làm SVM là bởi vì cái SVM á, Sport Vector Machine á, thì nó giới hạn, nó có ưu điểm là cái số lượng mẫu nhỏ thì các bạn làm được, nhưng mà trong thực tế á, thì sau này nếu mà bạn muốn phát triển lên chắc chắn là bạn phải đi theo cái hướng là deep rồi, deep learning rồi, là bởi vì cái số mẫu như vậy thì lúc này cái nhận diện của bạn nó mới hoàn hảo được. Thì thầy góp ý cho bạn ở chỗ đó thôi nhá. Thì cái đề tài của bạn rất tốt, nó chỉ bị một cái nhược điểm ở chỗ đó là cái huấn luyện của bạn nó còn giới hạn, do cái tập mẫu dữ liệu của bạn nó hạn chế, thì cũng một phần là do dịch và do thời gian, cũng như thầy Phương nói lúc nãy là do cái khối lượng công việc của bạn làm khá nhiều. Thì thầy đánh giá về mặt gọi là thầy cô và đánh giá về sinh viên đó, thì rất là hài lòng về cái khối lượng công việc cũng như là những cái thể hiện về kiến thức mà các bạn đã tận dụng được, cũng như đã sử dụng được khi mà học trong 4 năm và bạn dùng nó để làm cái đề tài tốt nghiệp của nó. Thì thầy nghĩ là thầy cô ở đây đều rất là hài lòng với các bạn. Thì ở đây chỉ là chia sẻ thêm để cho trong tương lai các bạn nếu mà phát triển những vấn đề liên quan đó, thì bạn chú ý và cải tiến cái hệ thống của mình, cũng như là chia sẻ với các bạn sinh viên ngồi đây về một vài cái khía cạnh để các bạn có thể tiếp nhận thêm. Đó, thầy chỉ có chia sẻ vậy thôi. Rồi, chào các bạn. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy Huy ạ. Ok, thầy hỏi thêm chút xíu. Cái hệ thống của mình chưa có điều kiện để mình test thử nhiều, nhưng mà bây giờ theo như các em thử coi, nếu như ví dụ như một người cao 1m8 quét với lại một người cao 1m, ví dụ người lùn chẳng hạn quét, thì sai lệch nó có nhiều hay không? Nó có đạt được cái kết quả mình mong muốn hay không? Hoặc là bây giờ nếu như người lùn 1m thôi thì bây giờ người ta đứng trên ghế thì quét được không? Dạ hư hại là ảnh hưởng đến nhiều cái việc nhận dạng này, nhất là theo tụi em thấy, tụi em đã test đó thầy, thì ảnh hưởng nhiều nhất là do tốc độ ra động tác của mình. Tại vì cái mẫu em đưa vào trước khi training thì tụi em đã từng xử lý là cái quỹ đạo chuyển động của nó sẽ dựa vào là quỹ đạo chuyển động dựa theo góc tọa độ tương đối, là chọn cái điểm của mẫu đầu tiên để mẫu đầu tiên làm góc tọa độ thầy. Nên cái khoảng cách bây giờ cái thầy Uyên hỏi đây là bây giờ là cái đỉnh nhân dạng 1m và 18 thì nó lệch bao nhiêu, em chỉ nói làm để thử nghiệm rồi, hoặc chưa thử nghiệm thì nói thẳng như vậy thôi. Yeah, khỏi phải vòng vo. Dạ, trước khi mà chưa cách ly thì tụi em có thử nghiệm, thì giữa em với mấy bạn trong với thầy hướng dẫn thì không có khác biệt cho lắm thầy, vẫn nhận dạng được bình thường. Không, cái sai số thì trước, ví dụ là... Dạ, sai số thì đó thì em chưa có. Đó, nói như vậy đi, dạ. 18 hoặc 1m, ví dụ là... Ê, hiểu không? Đó, ý của... Dạ. Trong văn bản mày cầu chưa có cái kinh nghiệm ở trong vấn đề là... Gọi là sai quần áo hoặc là sai giày dép. Yeah. Gọi là kích thước đấy. Kích thước tổ hợp như nào, loại nào, là XL ấy là họ nghiên cứu khá nhiều. Duy nhất là cái nhân tác học của người Việt Nam mình đấy, thì trong bệnh viện y hoặc là trong một loạt bây giờ là những cái thiết bị bên vật lý trị liệu, thì họ nghiên cứu cái nhân tác học vấn đề rất nhiều liên quan đến quần kích thước con người đấy. Và phải thành từng tổ hợp, từng nhóm, chứ mấy cầu nếm tổ hợp là đâm ra cái dữ liệu như mấy thầy nói đấy, nó rất lớn đấy, và nó bị phân tán, nó không chùm lại với nhau được. Đấy, mày thầy đồng góp với như vậy. Đấy. Dạ. Rồi, mày nhìn được không? Cái phần bản vẽ ấy, ít quá, không có gì hết. Có ba cái em bổ sung thêm nha. Ví dụ như mình đã nằm ở giải pháp thôi, là mình có, nó có thiết kế mà. Nó quy gương thì kích thước gương nó làm sao,
đúng không, cái khung nó làm sao, rồi màn hình gắn làm sao, rồi tuy tuy là mình chưa làm thì mình cũng phải gọi là về thiết kế mình phải có nên mình bổ sung vào ha, chứ bạn vẽ em ít quá. Dạ. Bạn vẽ ký, bạn vẽ ít mà chưa hoàn thiện nữa, ít dạ. Cũng ráng hoàn thiện cho nó đạt nha các em. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi mày thêm cái kia nào, ý kiến nữa không? Nếu mày dạ, không ạ. Nếu mày thêm người ghen thì có thể là thay mặt hội đồng chúc nhóm các em luôn mạnh khỏe, cho thầy gửi lời thăm gia đình là an lành trong cái đợt dịch Covid này. Dĩ bảo là đâu nhỉ? Ở Sài Gòn. Dạ em ở Củ Chi hả? À Củ Chi, Củ Chi là vùng xanh của thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy, có thể đi ra ngoài hài lâu để mà ăn được rồi nào. Dạ không, chỗ của em nó bị cách ly vùng xanh luôn, như bị cách ly vùng đỏ vậy, không đi đâu được rồi. Còn Hà Yến là ở đâu đây? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp là nôi của là Covid của thành phố Hồ Chí Minh đó đây là trời. Rồi đi đâu? Thanh Thủy như là ở trên Tây Ninh đó. Dạ Bình Phước ạ. À Bình Phước à, hôm qua còn nói rồi. Rồi Bình Phước cũng được. Bình Phước cũng chạy ra ngoài vườn bắt con cô làm được, hoặc là hải lắm. Không ai bắt được. Dạ. Ok. Thì có lẽ thầy chúc các em luôn mạnh khỏe, và đến tài thứ ba nhỉ là dừng ở đây, và chúc các em mạnh khỏe, và chúng ta mấy thầy sẽ cho điểm trong vòng 1-2 phút để chúng ta chuyển sang đề tài tiếp theo. Thầy Phong chuyển. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Dạ, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi.